Chương 2620, hỏa tộc, không hổ là thần ma kiếp, pháp tắc chi lực dĩ nhiên như thế nồng đậm. Nơi này, thật đúng là ta phúc địa. Tiêu Phàm đứng ở một tòa đại sơn phía trên, ngắm nhìn thương mang đại địa, không khỏi cảm khái nói. Kẻ khác có lẽ không cách nào rõ ràng cảm ứng được pháp tắc chi lực, nhưng Tiêu Phàm lại khác biệt, hắn nội thiên địa, lại là ở mỗi giờ mỗi khắc hấp thu giữa thiên địa pháp tắc lực lượng. Tiêu Phàm giang hai cánh tay, lặng lặng cảm ứng đến bốn phía pháp tắc chi lực biến hóa, trên mặt lộ ra hài lòng tiếu dung. Ta nội thiên địa, có lẽ cũng là riêng một ngọn cờ. Tiêu Phàm cười cười nói, kẻ khác nội thiên địa, chỉ là tương đương với một cái tiểu thế giới, mà hắn lại khác biệt, hắn nội thiên địa tương đối đặc thù, có thể tự động luyện hóa pháp tắc chi lực. Nói cách khác, không cần Tiêu Phàm chủ động, hắn cũng không lúc không khắc không còn tu luyện. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn về phía bốn phía, thần ma kiếp thiên khung tương đối lờ mờ lộ ra một cỗ man hoang chi khí, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Hắn đánh giá bốn phía, khắp nơi mênh mông, dãy núi nguy nga, cao cao đứng vững, cắm vào vân tiêu, khí thế bàng bạc vô lượng. Mảnh này cổ lão đại, dù là vô tận tuế nguyệt đi qua, vẫn như cũ có vô số truyền thuyết, chỉ là cái kia chút truyền thuyết cũng đã không có tung tích có thể tìm ra. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Nhược Hoan nói nơi này có cổ tộc hậu duệ, trước tìm người hỏi một chút rõ ràng lại nói. Tiêu Phàm ngâm khẽ nói, lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn như cũ đối mảnh này cổ lão địa vực tràn đầy kính sợ, thần vương, ở trong này cũng chưa hẳn có thể hoành hành bá đạo. Ai biết nơi này phải chăng còn ẩn giấu đi một chút lão quái vật, vậy cũng đều là đại đế cấp bậc tồn tại, cũng không phải hắn Tiêu Phàm có thể bằng được. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm đạp không mà lên, hướng về thần ma kiếp chỗ sâu lao đi. Hắn dán vào mặt đất mà đi, sợ kinh động đến một ít cổ lão tồn tại. Hắn linh hồn lực lượng như hãn hải đồng dạng nhô ra, bao phủ chung quanh mấy chục hơn trăm dặm, thời khắc đề phòng chung quanh động tĩnh. Thần ma kiếp quá rộng lớn, vô biên vô ngần, lấy hắn tốc độ, muốn đem toàn bộ cổ địa toàn bộ đều thăm dò một lần, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đi về phía trước mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm không khỏi hồ nghi, mảnh này cổ địa có vẻ như quá an tĩnh. Thậm chí ngay cả một đầu sinh linh đều không nhìn thấy. Không phải nói thần ma kiếp nguy hiểm trùng điệp sao? Không phải nói thần ma kiếp hơn là dị ma nhạc viên sao? Làm sao cho đến bây giờ, dị ma hình bóng đều không nhìn thấy đây? Cút ngay, đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, bỗng nhiên ngừng thân hình, chỉ nghe được mấy đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hỏa binh, hỏa loan, các ngươi nhanh bảo hộ tiểu công chúa rời đi. Bà, chúng ta lưu lại. Ngài mang theo tiểu công chúa đi. Bà, ta và Loan Nhi ngăn lại bọn họ, các ngươi đi trước. Mấy đạo sốt ruột thanh âm vang lên, từ thanh âm này Tiêu Phàm có thể phán đoán đi ra, những người này, có một cái bà lão, còn có một đôi tuổi trẻ nam nữ, thậm chí còn có một cái gọi là tiểu công chúa. Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đây là hắn ở thần ma kiếp lần thứ nhất nhìn thấy cái khác sinh linh. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm dậm chân hướng về thanh âm kia nơi phát ra phương hướng bay qua. Linh hồn chi lực càng là bao phủ những người kia, mấy đạo thân ảnh nháy mắt lạc ấn ở trong đầu hắn. Ở cách hắn 50, 60 bên trong bên ngoài một phiến sơn mạch, 30, 40 dị ma, đang điên cuồng công kích tới trung ương ba đạo bóng người. Như Tiêu Phàm trước đó suy đoán đồng dạng, có một cái bà lão, một đôi tuổi trẻ nam nữ, ba người đều mặc hỏa hồng sắc trường bào, không biết là máu tươi nhuộm thành, vẫn là vốn chính là như thế. Ba người đang gắt gao che chở một người mặc hỏa hồng sắc váy tiểu nữ hài, dù là bản thân thụ thương thảm trọng, cũng không có mảy may quan tâm. Tiểu nữ hài cũng liền 5, 6 tuổi trên dưới, da thịt như là dương chi ngọc, trắng nõn chân mềm, một đôi hỏa hồng sắc mắt to, phấn điêu ngọc trác, liền tựa như búp bê đồng dạng, đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy tiểu nữ hài bản thân, Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên lúc trước nhìn thấy Tiêu Niệm Niệm một màn. Bất quá tương đối mà nói. Cái này tiểu nữ hài lại là muốn hạnh phúc rất nhiều, có ba cái thần vương cảnh cường giả bảo hộ, càng làm cho Tiêu Phàm 10 phần ngoài ý muốn. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này tiểu nữ hài địa vị 10 phần hiển quý, khó trách bọn họ xưng nàng là tiểu công chúa. Một lát sau, Tiêu Phàm liền ở cự ly mấy người vài dặm bên ngoài một mảnh cổ lâm ngừng lại, cũng không có lập tức xuất thủ. Không đúng, các nàng trên người khí tức, có vẻ như không phải nhân tộc. Tiêu Phàm nhíu mày, chủ nhân. Ta cảm nhận được hỏa tộc khí tức, lúc này, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến vô tận chi hỏa thanh âm cũng so sánh non nớt. Hỏa tộc, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hỏa tộc, ở trong vạn tộc, cũng xem như một cái so sánh lớn tộc đàn,
Tin đồn hỏa tộc tiên tổ càng là giữa thiên địa sinh ra hỏa linh, về sau tu luyện đắc đạo, quát tháo phong vân. Hơn nữa, bởi vì nhân tộc luyện khí sư cùng luyện đan sư duyên cớ, hỏa tộc cùng nhân tộc đã từng trở thành minh hữu, đôi bên cùng có lợi. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm đầu vai, đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, lộ ra một trương non nớt khuôn mặt nhỏ, nói chủ nhân, bọn họ thực sự là hỏa tộc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, từ đâu bốn người trên người, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm hỏa diễm lực lượng, không phải hỏa tộc lại là cái gì đâu. Chỉ là nhường hắn ngoài ý muốn là, hỏa tộc dĩ nhiên có thể hóa thành hình người, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lại không khỏi nhìn thoáng qua đầu vai vô tận chi hỏa. Vô tận chi hỏa cũng giống như hiểu Tiêu Phàm trong lòng nghi hoặc, nói chủ nhân, thế gian sinh linh, chỉ có đột phá thần vương cảnh, cơ bản đều có thể hóa thành hình người, chỉ là có nguyện ý hay không mà thôi, kỳ thật ta cũng có thể hóa thành hình người. Nguyên lai như thế, Tiêu Phàm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ thầm, thí thần cũng đã đột phá thần vương cảnh, lần tiếp theo, hắn đoán chừng cũng sẽ hóa thành hình người đi. Chủ nhân, người không cứu bọn họ sao? Vô tận chi hỏa ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là một cái xen vào việc của người khác người sao? Tiêu Phàm nhíu mày, vô tận chi hỏa không nói, hắn biết rõ, Tiêu Phàm mặc dù có thể đối phó những cái kia dị ma, nhưng dạng này sự tình, khắp nơi đều ở thời khắc phát sinh, Tiêu Phàm lại còn có thể cứu được nhiều như vậy. Thôi, ta cũng không phải một cái vô tình người. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, khác không nói, kia hỏa tộc tiểu nữ hài nếu là cứ như vậy chết rồi, hắn Tiêu Phàm cũng không đành lòng. Huống chi, hỏa tộc tốt xấu cũng là nhân tộc minh hữu, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị dị ma giết chết. Hô, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, bỗng nhiên hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi, lúc này, hắn bên tai lại truyền tới một đạo thanh âm, chủ nhân, ta cảm giác kia tiểu nữ hài phẩm giai không kém gì ta, thậm chí khả năng cao hơn. À, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng ngoài ý muốn, bất quá nếu như đã xuất thủ, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nơi xa, bà lão ba người đau khổ chống đỡ lấy, muốn đột xuất trùng vây, có thể chung quanh dị ma thực lực cường hoành, có mấy đầu không kém gì bọn họ, này khiến ba người tuyệt vọng không thôi. Vừa mới chần chờ, để bọn hắn hiện tại muốn trốn, đều không có khả năng. Hỏa binh, hỏa loan, các ngươi nhanh mang theo tiểu công chúa chạy mau, ta cho các ngươi tranh thủ ba hơi thời gian. Bà lão trong mắt lóe qua một vòng quyết tuyệt, lập tức ngửa mặt lên trời nộ khiếu, lĩnh chúa, lão nô kiếp sau lại hảo hảo phụng dưỡng ngài. Chương 2621, xuất thủ. Bà lão thoại âm rơi xuống, đột nhiên hóa thành một phiến xích sắc hỏa diễm biển, nhiễm đỏ nửa ngày chân trời, hỏa diễm hải, có một đầu mấy chục trượng cao huyết sắc ma ảnh dương nanh múa vuốt. Bà, không muốn. Cái kia tiểu nữ hài lớn tiếng nức nở, muốn ngăn cản bà lão tiếp xuống cử động. Bà, tuổi trẻ nam nữ cũng tê hống, trong con người có nước mắt bốc hơi. Đi, bà lão khàn khàn thanh âm vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết. Tuổi trẻ nam nữ nhìn xuống bi thương cảm xúc, vội vàng ôm lấy tiểu nữ hài, làm xong phá vây chuẩn bị, bọn họ không thể để cho bà lão hy sinh uổng phí. Thả ta ra, tiểu nữ hài bén nhọn thanh âm vang lên, trên người mơ hồ phát ra một cỗ cuồng bá khí tức, vô cùng kinh khủng. Tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy, trên mặt lóe qua một vòng sợ hãi, bất quá hay là chết tử địa ôm lấy tiểu nữ hài, không dám buông nàng ra. Đi, bà lão bỗng ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Xích sắc hỏa diễm biển đột nhiên hướng về bốn phía dập dờn mà ra, phàm là tới gần dị ma, hoàn toàn bị cỗ kia hỏa diễm khí lãng cho sông bay ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những cái kia thần vương cảnh phía dưới dị ma, tức thì bị hỏa diễm khí lãng đánh nát, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có 6 cỗ thần vương cảnh dị ma sống tiếp được, nhưng là chật vật không thôi, trên người nhiều chỗ chảy ra hắc sắc huyết dịch, 10 phần thê thảm. Tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy. Ôm lấy tiểu nữ hài tìm đúng một cái đột phá phương hướng, bỗng nhiên hướng về nơi xa Bưu Nhiếp mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, lóa mắt liền không thấy bóng dáng. Giống, mấy đầu dị ma nhìn thấy, nhao nhao ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cũng không lo được để ý tới trên người thương thế, hướng về tiểu nữ hài chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nguyên địa, chỉ còn lại từng đoàn xích hồng sắc hỏa diễm còn đang thiêu đốt lấy, mấy tức sau đó, một đoàn kia đoàn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ ở cùng một chỗ. Lần thứ hai hóa thành một cái bà lão. Chỉ là giờ phút này bà lão muốn già đi rất nhiều, khí tức cũng vô cùng suy yếu, tựa như tùy thời đều muốn ngã xuống một dạng. Nơi xa, Tiêu Phàm cũng bị trước mắt một màn cho khiếp sợ đến, hắn lúc đầu cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, này bà lão vậy mà sẽ tự bạo. Cũng chính là một sát na kia trù trừ,
bà lão cơ hồ không thèm đếm xỉa cả một đầu mệnh. Chủ nhân, người xuất thủ quá chậm, Vô Tận Chi Hỏa bĩu môi nói. Tiêu Phàm một mặt phiền muộn, lách mình xuất hiện ở bà lão bên cạnh, mở ra bàn tay, một đạo thần lực nháy mắt tràn vào bà lão thể nội. Bà lão một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, không, nói cho đúng, là nhìn xem Tiêu Phàm đầu vai Vô Tận Chi Hỏa, bỗng cung kính bái nói, còn mời các hạ xuất thủ cứu cứu tiểu công chúa, lão thân quỷ cảm ơn. Tiêu Phàm không để cho bà lão quỳ xuống, một cỗ đại lực nâng lên bà lão, nói các ngươi hỏa tộc làm sao cũng tiến nhập Bách Sát chiến trường. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, Bách Sát chiến trường, thế nhưng là nhân tộc thí luyện cổ địa a, hỏa tộc người lại là như thế nào xuất hiện ở đây đây? Các ngươi là ngoại lai giả. Bà lão nghe vậy, sắc mặt hơi hơi biến đổi, đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Vô Tận Chi Hỏa nói. Ngươi là thần ma kiếp di tộc. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, nháy mắt nhớ tới cái gì, lập tức lại nghi hoặc hỏi, nhìn ngươi bộ dáng, có vẻ như cửu thị ngoại lai giả. Ngoại lai giả, sớm đã quên đi tổ tông lưu lại di huấn, trở thành mảnh này cổ địa lược sát lấy, chẳng lẽ chúng ta không nên cửu thị các ngươi sao? Bà lão nghiến răng nghiến lợi nói, nhân tộc địch nhân, không phải là dị ma sao? Hơn nữa, các ngươi hỏa tộc cùng ta nhân tộc, cũng hẳn là xem như minh hữu a. Tiêu Phàm nhíu mày, loại này bị cửu thị cảm giác, nhưng Tiêu Phàm trong lòng 10 phần khó chịu, bất quá hắn cũng biết rõ, loại này cửu thị, là vô số tuế nguyệt bên trong tích lũy xuống tới. Trong thời gian ngắn căn bản không cải biến được. Minh hữu, ở các ngươi những cái này ngoại lai giả trong mắt, chúng ta chẳng qua là các ngươi tu luyện tư nguyên mà thôi, nếu như không phải các ngươi, những cái này dị ma, làm sao sẽ đột nhiên như thế điên cuồng. Bà lão khinh thường nói ra, nàng sống vô số tuế nguyệt, cũng sẽ không bởi vì Tiêu Phàm một câu mà buông xuống cửu hận, Tiêu Phàm lời nói, ngược lại nhường hắn càng thêm thống hận. Ai, khả năng nhân tộc xác thực quá tham lam không biết chừng mực. Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhân tộc danh xưng vạn vật chi linh, dần ra, có ít người tộc tu sĩ liền bắt đầu cao cao tại thượng, tự cho là đúng, lúc này mới để những người khác chủng tộc sinh ra thành kiến. Muốn cải biến loại này thành kiến, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng là làm không được. Chủ nhân, ta nhìn bọn hắn kia tiểu công chúa chưa hẳn trốn được, người chính là giúp bọn họ một lần a. Vô Tận Chi Hỏa nói ra, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Các ngươi phải cứu tiểu công chúa. Bà lão ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh liền biến âm trầm, lạnh giọng nói, người thân làm đường đường hỏa tộc, dĩ nhiên xưng hô nhân tộc vì chủ nhân. Thực sự là ta hỏa tộc sỉ nhục, liên quan gì đến ngươi? Vô Tận Chi Hỏa 10 phần khó chịu nói ra, không nghĩ đến ngoại giới hỏa tộc cũng đã luân lạc tới vì người khác nô lệ trình độ. Bà lão không cam lòng nói, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Nếu như không phải nàng người bị trọng thương, đoán chừng hiện tại liền muốn cùng Tiêu Phàm bọn họ động thủ. Lão thái bà, ta hảo tâm nhường chủ nhân cứu các ngươi kia tiểu công chúa, ngươi còn châm chọc khiêu khích, ta lấy cùng ngươi đều là hỏa tộc lấy làm hổ thẹn. Vô Tận Chi Hỏa phẫn nộ nói, ngươi, bà lão không biết trả lời như thế nào, nếu như nói, hiện tại còn có ai có thể cứu tiểu công chúa, có lẽ thật chỉ có trước mắt hai người này, chỉ cần các ngươi có thể cứu tiểu công chúa, chúng ta chắc chắn hướng tộc trưởng cho các ngươi tranh công. Không hứng thú, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó đưa tay vung lên. Trực tiếp nắm lên bà lão, liền hướng lấy chân trời lao đi. Tiêu Phàm đối cái gọi là tranh công xác thực không có hứng thú gì, bất quá, vừa mới nếu như đã đáp ứng Vô Tận Chi Hỏa xuất thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự. Lần này, Tiêu Phàm không còn có chỗ giữ lại, thi triển cực tốc, hướng về ba cái kia hỏa tộc thoát đi phương hướng đuổi theo. Hắn tốc độ rất nhanh, một lát sau, liền thấy được hỏa tộc ba người giờ phút này đang bị sáu đầu thần vương cảnh vây quanh, đau khổ chống đỡ lấy. Cứ tiếp như thế, không cần bao lâu ba người tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, sáu đầu dị ma dương nhanh múa vuốt, hung mãnh hướng về ba người công sát mà tới, lần này, hoàn toàn tận hết sức lực. Tiểu công chúa, thuộc hạ vô năng, ngài ân tình, nhỏ chỉ có thể đời sau lại báo. Trong đó cái kia gọi hỏa binh nam tử gầm thét một tiếng, trên người khí thế cũng bắt đầu kéo lên, hiển nhiên là chuẩn bị tự bạo. Minh ca. Loan Nhi rất nhanh liền đi theo ngươi mà đến. Mắt thấy sáu đầu dị ma công sát sắp rơi xuống thời khắc, nữ tử rút tiếng gào thét, bất quá nhưng không có ngăn cản, chỉ là hai mắt đỏ bừng như máu. Hồng hộc, cũng liền ở lúc này, từng đạo lợi mang bỗng ở trong hư không nở rộ, không chờ đám người, kia sáu đầu dị ma đột nhiên đã ngừng lại thân hình, thật giống như bị cái gì định trụ một dạng. Thình thịch, liên tục mấy tiếng nổ vang, sáu đầu dị ma bỗng nổ tung, bị vô số kiếm khí xé thành bột mịn. Cái gì đều không có lưu lại.
chỉ có 6 đạo mệnh ngoại chi khí, hướng về nơi xa gào thét mà đi. Ba người con ngươi quay người nhìn lại, lại là chẳng biết lúc nào, ở ba người mấy chục trượng có hơn, bỗng xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chương 2622, Thánh Nguyên Bộ Lạc canh năm. Hỏa tộc ba người một mặt kinh ngạc nhìn về phía nơi xa, trong mắt đều là kinh hãi. Một kiếm chém giết lục đại thần vương cảnh dĩ ma, bậc này thực lực, quá mức dọa người nghe. Thật lâu, ba người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy nơi xa một cái hắc bào nam tử đứng chắp tay, hắc phát đón gió tung bay, áo bào cổ động, kia gầy gò thân hình, giờ phút này lại là lộ ra vô cùng vĩ ngạn. Bà, tiểu nữ hài con người đột nhiên rơi vào mặt khác một đạo thân ảnh phía trên, kích động chạy tới, hỏa binh cùng hỏa loan hai người vội vàng đuổi theo, cũng là một mặt kích động. Tiểu công chúa, bà lão ôm lấy tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra hiền lành tiếu dung. Mặc dù bà lão đối Tiêu Phàm cùng Vô Tận Chi Hỏa 10 phần cừu thị, nhưng không thể không thừa nhận, nàng đối bản thân hỏa tộc tiểu công chúa, lại là 10 phần che chở. Tạ vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích. Tuổi trẻ nam tử hỏa binh hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Bà lão cũng lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, lại không biết như thế nào mở miệng. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, ngoại lai giả, cũng không đều là người xấu, chỉ vậy mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt khoát tay một cái nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn cũng không có nghĩ tới những người này báo đáp. Chờ, lúc này, kia tiểu nữ hài đột nhiên kêu lên, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tiểu nữ hài một cái, hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó đầu cũng không hồi rời đi. Đại ca ca, có thời gian đến hỏa ma lĩnh tìm ta chơi à? Tiểu nữ hài lớn tiếng kêu lên, cũng mặc kệ đi xa Tiêu Phàm có thể nghe lấy được. Nhìn đến, là ta hiểu lầm hắn. Bà lão thật sâu thở dài một hơi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bà, ngài không có việc gì đi. Tiểu nữ hài quan tâm nhìn xem bà lão, nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu công chúa, lão nô chỉ bất quá không có tu vi mà thôi, quay đầu nghĩ biện pháp khôi phục chính là. Bà lão tự ái nhìn xem tiểu nữ hài nói, chỉ cần ngươi không có việc gì, lão nô liền yên tâm. Ngân Nhi về sau rốt cuộc không chạy loạn, một lần này trở về. Ngân Nhi nhất định khiến ba cho bà khôi phục tu vi. Tiểu nữ hài rút tiếng nói. Tiểu công chúa hữu tâm liền tốt. Bà lão cười cười, tựa như đối một thân tu vi cũng không phải như thế nào quan tâm một dạng. Bà, chúng ta vẫn là nhanh về hỏa ma lĩnh a. Thánh Nguyên Bộ Lạc thịnh hội sắp bắt đầu, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít dị ma xuất hiện, nơi này cũng không an toàn. Kia tuổi trẻ nam tử hỏa binh vội vàng nói ra. Đi, trở về. Bà lão nghe vậy, sắc mặt cũng nháy mắt trầm xuống. Hận không thể lập tức trở về đến hỏa ma lĩnh. Lại nói Tiêu Phàm rời đi, hắn cũng không có đem liền mấy cái này hỏa tộc sự tình đặt ở trong lòng, bất quá sắc mặt nhưng lại không phải đẹp mắt. Chủ nhân, thật xin lỗi. Vô Tận Chi Hỏa cúi đầu, thấp giọng nói. Ngươi không có thật xin lỗi ta cái gì, chỉ là ta không nghĩ đến, chúng ta những người này, ở thần ma kiếp sinh linh trong mắt, lại là không chịu được như thế. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng rốt cục biết rõ. Tại sao thần ma kiếp nguy hiểm như thế, bọn họ địch nhân, có lẽ cũng đã không chỉ có là những cái này dị ma, còn có nơi này nguyên tắc cư dân. Nếu như lấy được nguyên tắc cư dân duy trì, nhân tộc tu sĩ, há lại sẽ bị động như thế đây. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới từ đâu loại thất lạc cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng thần ma kiếp chỗ sâu tiến đến. Rốt cục nhìn thấy người sống. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Chân trời, có mấy đạo hắc ảnh đang nhanh chóng lướt qua. Lộ ra có chút vội vàng, còn tốt Tiêu Phàm linh hồn chi lực thập phần cường đại, nháy mắt bắt được bọn họ bóng dáng. Hắn không chần chờ, nhanh chóng đuổi theo, muốn hỏi thăm mấy người một chút tin tức. Đúng rồi, vẫn là biến hóa một cái dung mạo tốt, cái dạng này dễ dàng bị nhận ra. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, lập tức thân hình một trận biến hóa, mấy tức thời gian, liền biến thành một trương phổ thông khuôn mặt. Cũng liền ở lúc này, phía trước những người kia thanh âm đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Các ngươi nói kia Thánh Nguyên Bộ Lạc thần ngư, có hay không linh như vậy? Linh hay không ta không biết rõ, bất quá giá cả có vẻ như không ít, một đầu dài một thước thần ngư, liền giá trị 50 vạn trung phẩm thần thạch, một trượng dài, đạt đến hơn 1000 vạn trung phẩm thần thạch. Nghe nói một trượng dài thần ngư, vô cùng có khả năng cho người linh hồn chi lực càng tiến một bước, 1000 vạn trung phẩm thần thạch tính cái gì, cũng liền tương đương với 10 vạn thượng phẩm thần thạch mà thôi. Những cái này nhà quê,
đoán chừng là chưa thấy qua cái gì thần thạch, dạng này một đầu thần ngư, nếu là đặt ở thái cổ thần giới, đoán chừng 30 vạn thượng phẩm thần thạch đều có người mua. Chúng ta cố gắng đổi mấy đầu lại nói, dầu gì, đến lúc đó cũng phải nghĩ biện pháp đoạt mấy đầu. Đám người ngươi một lời ta một câu, ngôn ngữ bên trong đều là sốt ruột ý. Thánh Nguyên bộ lạc, thần ngư, Tiêu Phàm nhíu mày, có chút hơi hơi ngoài ý muốn. Loại này tăng cường linh hồn chi lực thần ngư, hắn ngược lại cũng không phải không có đã nghe qua, năm đó ở trong thiên địa lao ngục gặp được huyết linh minh côn, cũng có thể sinh ra tăng lên linh hồn lực lượng thần văn ngư. Bất quá, loại kia thần văn ngư hiệu quả, so với loại này có thể làm cho thần vương cảnh cường giả tăng lên một cái tầng thứ thần ngư, vẫn là xa xa không bằng. Tiêu Phàm linh hồn bản thể bây giờ có những cái kia ma tính tinh hoa hấp thu, loại này thần ngư tạm thời đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng không ảnh hưởng hắn cho Tu La Điện lấy được một chút. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm lặng lẽ đi theo, sợ mất dấu mấy người. Hai canh giờ sau, một tòa to lớn thành trì xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tầm mắt, thành trì rất cổ lão, cửa thành chính là dùng tham thiên đại thụ dựng thành, lộ ra 10 phần riêng biệt. Liếc nhìn lại, này thành trì, chí ít cũng có hơn vạn dặm chu vi, bên trong có một chỗ địa phương, mông lung, sương mù lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Tường thành phía trên, có từng đạo vầng sáng lượn lờ, hiển nhiên là một cái hộ thành đại trận. Lờ mờ có thể nhìn thấy, có tướng sĩ ở chân trời tuần tra. Cách đó không xa cửa thành, cũng đã tụ tập không ít người ảnh, toàn bộ đều mong mỏi cùng trông mong, hận không thể lập tức tiến vào thành trì. Hiển nhiên, nơi này liền là cái gọi là Thánh Nguyên bộ lạc. Nhiều người như vậy tiến vào thần ma kiếp, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói. Lập tức hắn linh hồn chi lực ở trong những người này đảo qua, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, ở một cái nơi hẻo lánh, đang có hai người một chó, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Hai người này một chó hiển nhiên không phải kẻ khác, chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan cùng Bạch Ma. Lão nhị bọn họ đoán chừng cũng đã vượt qua thần vương kiếp, tiếp xuống, ta cũng nên độ kiếp rồi. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, ở thần vương kiếp tiến đến phía trước, hắn muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Tiêu Phàm rất rõ ràng bản thân thần vương kiếp đáng sợ đến cỡ nào, hồi tưởng năm đó đột phá chiến thần cảnh thần lôi kiếp liền để hắn có loại run lên cảm giác. Hắn không có đi lên cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chào hỏi, tiếp tục ở trong đám người liếc nhìn lên, mấy đạo quen thuộc thân ảnh in vào Tiêu Phàm trong đầu. Nhiều như vậy người quen, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khẽ mỉm cười nói. Bất quá, khi hắn ánh mắt rơi vào trong đó trên người một người lúc, trong mắt lại là lóe qua một vòng kinh ngạc, a, hắn dĩ nhiên cũng đến nơi này. Chương 2623, Thánh Nguyên Vụ Hồ. Cổ Nhược Trần, thật lâu, Tiêu Phàm lại phun ra ba chữ, bất quá. Hắn vừa mới nhìn thấy người không phải kẻ khác, chính là cùng hắn ở chiến hồn đại lục liền quen biết Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần theo lấy Thiên Võ Thần Sơn người tiến vào bách sát chiến trường, sau đó liền vẫn không có tin tức, không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, Cổ Nhược Trần trên người khí tức 10 phần ổn định, nhưng Tiêu Phàm lại nhìn không thấu hắn tu vi, không cần nghĩ cũng biết rõ, Cổ Nhược Trần 89 phần 10 cũng đã đột phá thần vương cảnh, đồng thời khả năng vẫn là vượt qua thần vương kiếp loại kia. Đồng giai tu sĩ, Tiêu Phàm hiếm thấy đã có thể đi theo hắn tu vi người, Cổ Nhược Trần xem như một cái. Tiêu Phàm ánh mắt ở Cổ Nhược Trần trên người liếc mấy cái, lập tức lại rơi vào Cổ Nhược Trần cách đó không xa mấy người trên người, lại là nhìn thấy mấy người đang lạnh lùng theo dõi hắn. Chỉ bất quá Cổ Nhược Trần nhìn như không thấy, hoàn toàn đem đối phương không nhìn. Từ những cái kia trên thân người áo bảo đến xem, hẳn là cổ gia người, bởi vì bọn hắn trên quần áo đều thêu lên một cái kim quang lóng lánh cổ chữ. Cực kỳ dễ thấy. Cầm đầu một cái chính là một cái hắc bào thanh niên, dài anh tuấn phi phàm, phong thần như ngọc, thâm thúy hai mắt giống như hãn hải tinh thần, sâu không lường được. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đầu đen kịt tóc choàng tại sau vai, bá đạo nhưng lại không mất văn nhã, loại kia khí chất cùng Cổ Nhược Trần từ có mấy phần tương tự. Thực lực hẳn là không sai. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, này hắc bào thanh niên. Thực lực đoán chừng không kém gì thiên kiếm bọn họ bao nhiêu. Các vị, hoan nghênh mọi người đến tham gia ta Thánh Nguyên bộ lạc thịnh hội. Đột nhiên, một đạo hét to vang lên, lại là nhìn thấy mấy người từ đằng xa bay vụt mà đến, rơi vào cửa thành. Cầm đầu một người, chính là một cái khôi ngô cao lớn nam tử trung niên, trên người phát ra khí tức vô cùng bá đạo, kia cầu long cơ bắp càng là hàm chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Cho dù lấy Tiêu Phàm thực lực, cũng cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm, người này tuyệt đối là đồng giai bên trong thiên tài nhân vật. Tại Hạ Hùng Chiến, các ngươi có thể gọi ta Hùng Chiến trưởng lão. Khôi ngô nam tử tự giới thiệu mình,
trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Những người khác nghe vậy, vội vàng cùng Hùng Chiến chào hỏi, lời nói đều là vẻ lấy lòng. Các vị đều là khách nhân, bất quá, Hùng Mỗ vẫn là trước đem quy củ nói rõ ràng, muốn đi vào Ta Thánh Nguyên Bộ Lạc, liền phải dựa theo Ta Thánh Nguyên Bộ Lạc quy củ đến. Hùng Chiến lại mở miệng nói, thanh âm giống như lôi âm. Tiến vào Thánh Nguyên Bộ Lạc, cần phải giao 10 vạn trung phẩm thần thạch, mặt khác, cấm chỉ ở Thánh Nguyên Thành bên trong chiến đấu, nếu không tự gánh lấy hậu quả, người không phục, mời tự động rời đi. Hùng Chiến lời nói 10 phần bá đạo, không có bất luận cái gì khách khí ý tứ, tựa như căn bản không đem ở đây tất cả mọi người đặt ở trong lòng một dạng. 10 vạn trung phẩm thần thạch tự nhiên là hẳn là, đây là 50 vạn trung phẩm thần thạch, là chúng ta 5 người vào thành phí. Chúng ta 3 người, hết thảy 30 vạn trung phẩm thần thạch. Ta liền một cái, 10 vạn trung phẩm thần thạch xin cầm lấy. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, vì lấy được kia có thể tăng lên linh hồn chi lực thần ngư, bọn họ căn bản là không quan tâm thần thạch. Tiêu Phàm thô sơ giản lược quét một cái, có chừng 70-80 người, đều là từ đế huyết nhai tiến vào thần ma kiếp, trừ cái đó ra, còn có một chút thú tộc. Những cái này thú tộc, hẳn là thần ma kiếp thổ dân, thực lực cũng thập phần cường đại. Tất nhiên tất cả mọi người nhận đồng, vậy liền xếp hàng vào thành A. Hùng Chiến hài lòng cười cười, người ở đây đầu số cộng lại cũng có gần 200. Nếu như mỗi người 10 vạn trung phẩm thần thạch mà nói, vậy coi như tương đương với 2.000 vạn trung phẩm thần thạch, đối với thần ma kiếp thế lực tới nói, tuyệt đối là một bút không ít thu nhập. Thần ma kiếp không thiếu bảo bối, nhưng thiếu khuyết thần thạch, đây cũng là bọn họ như thế quan tâm thần thạch nguyên nhân. Rất nhanh, 200 người nhao nhao giao ra 10 vạn trung phẩm thần thạch, tiến nhập Thánh Nguyên Thành, Tiêu Phàm nộp lên 10 vạn trung phẩm thần thạch, cũng đi theo đám người đi vào. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ không việc gì, Tiêu Phàm cũng liền yên tâm. Thánh Nguyên Thành, cùng với nói là một tòa thành trì, còn không bằng nói là một phiến sơn mạch, chỉ là dùng cổ thụ bao lại mà thôi, bên trong lại là chân chính nguyên sinh thái. Từng tòa cổ phác nhà gỗ tọa lạc ở giữa dãy núi, ngược lại là có chút có đặc sắc, chỉ ít cho Tiêu Phàm cảm giác vẫn là không sai. Thánh Nguyên Vụ Hồ hôm nay mở ra, mọi người hảo hảo chuẩn bị một phen, có cần đồ vật, có thể ở Thánh Nguyên Thành bên trong mua sắm, chúc mọi người đi chơi vui vẻ. Hùng Chiến nhìn xem bốn phía tu sĩ nói, sau đó quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa đi ra mấy bước, Hùng Chiến lại bổ sung một câu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt nói, đúng rồi, mọi người tốt nhất đừng đi loạn, chúng ta này Thánh Nguyên Bộ Lạc, thế nhưng là có không ít mãnh thú tuần tra. Đám người như thế nào không biết Hùng Chiến trong lời nói uy hiếp ý đây? Nếu là ở Thánh Nguyên Thành bên trong đi dạo lung tung, đụng phải Thánh Nguyên Bộ Lạc mãnh thú, bị giết chết, bọn họ nhất định là không chịu trách nhiệm. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, những người này đều là vì Thánh Nguyên Vụ Hồ Thần Ngư mà đến, nhất định sẽ điểm xuất phát cái khác tiểu tâm tư, nghe được Hùng Chiến mà nói, đoán chừng không ít người đều sẽ nửa đường bỏ cuộc. Nhưng có một số người, lại là vẫn như cũ ánh mắt lấp lóe, căn bản không đem Hùng Chiến mà nói đặt ở trong lòng. Đám người chậm rãi tán đi, ở Thánh Nguyên Thành bên trong đi dạo lên, không thể không nói, này thần ma kiếp thổ dân, ngược lại là có không ít đồ tốt. Tiêu Phàm đi dạo một ngày, vì hôm nay thịnh hội làm một chút chuẩn bị, cũng mua mấy dạng đồ vật, sau đó liền lặng lẽ đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, ở cùng một khách sạn ở lại. Màn đêm rất nhanh giáng lâm, thần ma kiếp ban đêm, lộ ra các vị yên tĩnh cùng đáng sợ. Tựa như vô số man hoang cự thú ẩn núp ở thiên địa, cho người có loại run sợ kinh hãi cảm giác. Ta liền biết rõ mấy người các ngươi sẽ không yên ổn. Tiêu Phàm chính đang đả tọa, đột nhiên mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, sau đó lách mình rời đi tiểu viện. Hắn lờ mờ nhìn thấy ba đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua khách sạn tường viện, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc ám. Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị đuổi theo, lại là nhìn thấy cách đó không xa, cũng có từng đạo hắc ảnh lướt qua. Đám người phương hướng, lại là vượt quá ngoài ý muốn nhất trí. Cũng đã xuẩn xuẩn dục động A, này Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong thần ngư, thật như vậy chân quý sao? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, lập tức thu liếm khí tức, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Đại khái tiềm hành hơn ngàn dặm cự ly, Tiêu Phàm lúc này mới ở đỉnh một ngọn núi dừng lại, xuyên thấu qua hắc ám nhìn lại, nơi xa hoàn toàn mông lung, bị vũ khí che đậy cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có chỗ gần, có thể nhìn thấy từng đạo sóng nước ở sôi trào, hơn nữa có thể rõ ràng nghe được sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, tức khắc cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều buông lỏng đồng dạng, lành lạnh không khí, cho người có loại thấm người tim gan cảm giác, thấm vào toàn thân mỗi một cái tế bào. Đây chính là Thánh Nguyên Vụ Hồ.
Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng ngoài ý muốn, cảm thán nói, khác không nói, này thần linh chi khí, thật đúng là không phải bình thường nồng đậm cùng tinh khiết a. Không biết tại sao, Tiêu Phàm đối này Thánh Nguyên Vụ Hồ, cũng có một phần nồng hậu dày đặc hứng thú. Chương 2624, âm mưu, thần ma kiếp, mặc dù pháp tắc chi lực tương đối nồng đậm, đồng dạng thần vương cảnh đều có thể rõ ràng cảm ngộ đến, nhưng là thần linh chi khí lại là cực kỳ mỏng manh. Có thể trước mắt Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong thần linh chi khí, lại là vượt qua tưởng tượng nồng đậm cùng tinh khiết. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Tiêu Phàm tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này, này Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong thần ngư, 8-9 phần 10 cùng như thế nồng đậm cùng tinh khiết thần linh chi khí có quan hệ. Hô, đột nhiên, một đạo bạch sắc quang mang, từ Tiêu Phàm đôi mắt bên trong lóe qua, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Thánh Nguyên Vụ Hồ, lại có một đầu hai thước lớn lên cá nhảy ra khỏi mặt nước mặt, sau đó hiện lên đường vòng cung, lần nữa rơi vào hồ thủy. Một sát na kia, Tiêu Phàm thấy rõ, kia cá lại là có nhục thân, cái này cùng năm đó thần văn ngư hoàn toàn khác biệt, dù sao, năm đó thần văn ngư, vẻn vẹn chỉ là hồn lực ngưng tụ mà thôi. Tiêu Phàm không có đi lên, cũng không phải hắn đối này thần ngư không có hứng thú, mà là, này Thánh Nguyên Vụ Hồ rất quỷ dị, cho dù là thần vương cảnh, cũng vô pháp ở trong hồ thời gian dài kiên trì. Kia tối tăm mờ mịt vũ khí, thời khắc đều là thôn phệ tu sĩ thần lực và linh hồn lực lượng, hơn nữa, Thánh Nguyên Vụ Hồ, cấm chế pháp tắc chi lực thi triển. Nói cách khác, dù là Tiêu Phàm bước vào Thánh Nguyên Vụ Hồ, cũng không có khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng, tu vi sẽ bị áp chế ở cổ thần cảnh tu vi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để cho người phiền muộn là, muốn lấy được những cái này thần ngư, liền phải dựa vào tu sĩ bản thân đi bắt, mà không phải Thánh Nguyên Bộ Lạc đem những cái này thần ngư chộp tới bán cho bọn hắn. Thánh Nguyên Bộ Lạc ngược lại là biết làm sinh ý a, đem này vô chủ Thánh Nguyên Vụ Hồ vây quanh, khiến người khác đi bắt, bắt không đến còn khả năng mất đi tính mệnh, có thể bắt đến, lại muốn hoa thần thạch mua xuống đến. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khó trách nhiều người như vậy, thừa dịp đêm tối giáng lâm, muốn đi Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong mò một thanh. Nếu như vận khí tốt, may mắn bắt được một chút thần ngư, vậy cũng là giá trị không ít đồ vật, mấu chốt là, những cái này thần ngư đối thần vương cảnh linh hồn chi lực tu luyện vô cùng có chỗ tốt. Dù sao, Thánh Nguyên Vụ Hồ danh xưng chu vi 3.000 dặm, Thánh Nguyên Bộ Lạc người, không có khả năng thủ hộ mỗi một nơi hẻo lánh, bởi vậy thường xuyên có một chút lặng lẽ chui vào Thánh Nguyên Vụ Hồ trộm cá. Chờ đợi chốc lát, rốt cục có người ngồi không được, từ cổ lâm bên trong sông ra, hướng về Thánh Nguyên Vụ Hồ bên trong phóng đi, lại tới gần sương mù hồ một sát na kia, một chiếc dài đến 5-6 trượng đội thuyền xuất hiện ở mặt hồ. Ngay sau đó, có 2-3 đạo thân ảnh không chút do dự nhảy lên thuyền phía trên, dùng thần lực thúc giục đội thuyền, biến mất ở vũ khí chỗ sâu, không thấy bóng dáng. Nhìn thấy có người xuất thủ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không đợi, trong lúc nhất thời, có 30-40 người từ tứ phía bát phương xông vào Thánh Nguyên Vụ Hồ. Nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, cho dù Thánh Nguyên Bộ Lạc trách tội xuống tới, cũng là pháp không trách chúng. Lão nhị bọn họ làm sao còn không động thủ? Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, lấy hắn đối Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma hiểu rõ, hai người này tuyệt đối là không cam lòng lạc hậu a. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm phát hiện bản thân quá coi thường Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu ba người, lấy ra một chiếc dài đến vài chục trượng thuyền lớn, lái vào Thánh Nguyên Vụ Hồ. Thật đúng là không khách khí a. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, bất quá trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, âm thầm trầm ngâm nói, không nên a. Nhiều người như vậy trắng trợn tiến vào Thánh Nguyên Vụ Hồ, Thánh Nguyên Bộ Lạc người làm sao đến hiện tại đều không phát hiện đây. Cũng liền làm Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên nơi xa sơn lâm bên trong truyền đến một trận dị động, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, linh hồn chi lực lặng yên tràn ngập khắp nơi. Thất trưởng lão, muốn trộm ngư người, cũng đã tiến vào, chúng ta cũng hẳn là thu lưới đi, những người này có thể đều là nhân tộc thiên tài, trên người thần thạch khẳng định không ít. Thật đúng là coi là Thánh Nguyên Vụ Hồ cá tốt như vậy trộm sao. Lần trước mấy cái kia tặc tử, chỉ bất qua chúng ta cố ý để bọn hắn chạy thoát, đem tin tức thả ra mà thôi. Đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, lần này tiến vào thần ma kiếp tu sĩ có vẻ như tương đối nhiều, lấy bọn hắn máu tươi hiến tế, lão tổ nhất định có thể xuất quan. Mấy người xì xào bàn tán, ngữ khí bên trong đều là hưng phấn ý. Đều câm miệng cho ta, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, thanh âm này. Tiêu Phàm có chút quen thuộc, chính là ban ngày gặp qua Hùng Chiến. Là, thất trưởng lão, những người khác vội vàng ngậm miệng không nói, cúi đầu. Cái này liên quan đến ta Hùng tộc đại kế,
có thể ly khai cái này thần ma kiếp, liền nhìn lần này, nếu là các ngươi dám trước giờ tiết lộ bí mật, đều phải chết. Hùng Chiến ngữ khí băng lãnh nói ra, hiến tế, hùng tộc đại kế, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, này Thánh Nguyên bộ lạc thịnh hội, dĩ nhiên còn có một cái âm mưu. Quả nhiên trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, này hùng tộc, vậy mà ở tính toán tất cả tiến vào thần ma kiếp nhân loại tu sĩ. Đáng chết, lão tam bọn họ cũng đã tiến vào Thánh Nguyên vụ hồ. Tiêu Phàm sắc mặt bỗng biến đổi, lấy ra truyền âm ngọc phù, muốn đem tin tức truyền tống cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Người nào, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó một đạo cuồng bạo khí tức như là cuồng phong như mưa to, hướng về Tiêu Phàm bao phủ mà đến, hư không càng là có một đạo to lớn trưởng cương giận đập mà xuống. Tiêu Phàm thầm nói không tốt, bản thân vừa mới quá mức nghiêm túc, dĩ nhiên quên thu hồi linh hồn chi lực, bị Hùng Chiến phát hiện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, cực tốc hướng về hậu phương lao đi, trưởng cương vồ hụt, bất quá kia bá đạo cương phong, lại là chấn động đến Tiêu Phàm khí huyết sôi trào. Thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm nhíu mày lại, vừa mới một kích, hắn cũng rốt cục thấy được Hùng Chiến chân chính lực lượng. Nếu như là bình thường thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm thật cũng không sợ, có thể này Hùng Chiến, rõ ràng là thể tu bên trong tuyệt thế thiên tài, cho dù là hắn, cũng chưa chắc là đối thủ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có e ngại, bản thân nếu là muốn đi, chỉ bằng Hùng Chiến một người, cũng không nhất định có thể ngăn được hắn. Hô hô, từng đạo thân hình lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bốn phía, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, căn bản không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Tiểu tử, vừa mới chúng ta mà nói, người toàn bộ đều nghe được. Hùng Chiến con người băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, hàn quang bắn ra bốn phía. Người cứ nói đi, Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, nếu như ta nói không nghe được, người tin không? Ta tin, nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Hùng Chiến nhẹ gật đầu, hí ngược nói, bất quá, vì biểu hiện ngươi thành ý, bản vương được dẫn ngươi đi trong tộc làm khách. Làm khách liền không cần, cáo từ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, thoại âm rơi xuống, lợi dụng cực tốc hướng về chân trời lao đi. Hừ, bản vương mời ngươi làm khách, ngươi dám không biết điều. Hùng Chiến gầm thét một tiếng, lách mình liền ngăn ở trước mặt Tiêu Phàm, một quyền nổ tung mà ra. Ở sau lưng hắn, dĩ nhiên hiện ra một đạo đạt đến mấy chục trượng hư ảnh, đó là một tôn to lớn ma hùng, uy thế ngập trời. Thượng cổ bạo hùng thể, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trong mắt lóe qua một vòng kinh hãi, không đúng, không phải thượng cổ bạo hùng thể, người không phải nhân tộc. Ai nói ta là nhân tộc, Hùng Chiến cười lạnh một tiếng, căn bản không cho Tiêu Phàm bất luận cái gì cơ hội, lần nữa vồ giết mà lên. Chương 2625, thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Không phải nhân tộc, Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, nháy mắt nghĩ tới cái gì, không phải nhân tộc, kia chính là thú tộc. Mắt thấy kia trưởng cương vồ giết mà đến, Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, cực tốc hướng về hậu phương thối lui. Nếu như chỉ là thượng cổ bạo hùng thể, Tiêu Phàm còn có thể không chỗ nào e ngại. Dù sao, trước đó cùng cửu huyền đế vực bạo quân chiến đấu qua, thượng cổ bạo hùng thể, nếu như chỉ là đồng giai mà nói, ở hắn vô tận chiến thể trước mặt cũng không tính cái gì. Lấy Tiêu Phàm lực lượng, hoàn toàn có thể đối cứng. Thậm chí, cho dù là thần vương cảnh hậu kỳ thượng cổ bạo hùng thể, Tiêu Phàm cũng chưa hẳn không phải đối thủ. Nhưng trước mắt Hùng Chiến, rõ ràng không phải, mới khiến Tiêu Phàm lựa chọn lui tránh. Các ngươi là thượng cổ bạo hùng nhất tộc, nhanh chóng thối lui quá trình bên trong, Tiêu Phàm hít sâu một cái, kinh ngạc nhìn xem đối diện Hùng Chiến nói. Một cái người chết không tất yếu biết rõ nhiều như vậy. Hùng Chiến sắc mặt lạnh lùng. Ngập trời uy thế từ trên người hắn bộc phát mà ra, tốc độ nháy mắt bạo tăng, lắc mình một cái liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là Tiêu Phàm tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng Hùng Chiến tốt xấu cũng là thần vương cảnh hậu kỳ, đơn thuần tốc độ cũng căn bản không kém gì hắn. Tiêu Phàm không chút do dự kích động thể nội vô tận chiến huyết, quanh thân phát ra vô lượng kim quang, bạo tạc tính chất một quyền trực tiếp nghênh đón. Oanh, một tiếng nổ vang. Hai người quyền cương kịch liệt va chạm cùng một chỗ, bạo tạc tính chất lực lượng, lôi xé hư không, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Phàm chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, đồng thời thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, hướng về Thánh Nguyên vụ hồ phương hướng bắn nhanh đi. Bay ngược quá trình bên trong, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười, phất tay, một chiếc số trượng dài đội thuyền xuất hiện ở trên mặt hồ. Tiêu Phàm giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, trên mặt hồ vút qua, liền rơi vào thuyền phía trên.
Không đợi Hùng Chiến bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Phàm không chút do dự thôi động đội thuyền hướng về sương mù hồ chỗ sâu lao đi. Hỗn trướng, dĩ nhiên nhường hắn trốn thoát. Hùng Chiến sắc mặt băng lãnh vô cùng, trên người phát ra bạo tạc tính chất lực lượng, trên trán gân xanh nổi lên, hung mãnh vô cùng. Trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực điểm, hắn như thế nào không minh bạch, Tiêu Phàm là cố ý mượn nhờ hắn lực lượng đào tẩu đây. Vừa mới bọn họ người vây tứ phương, căn bản không cho Tiêu Phàm đào vong cơ hội, chỉ có Thánh Nguyên Vụ Hồ phương hướng rơi vào khoảng không, Tiêu Phàm bắt được chỗ trống. Thất trưởng lão, hắn tiến nhập Thánh Nguyên Vụ Hồ, chắc chắn sẽ không sống sót đi ra, coi như hắn biết ta Hùng tộc bí mật, lại như thế nào? Thánh Nguyên Bộ Lạc một cái tu sĩ cười lạnh nói. Hùng Chiến lạnh lùng chừng bọn họ một cái, lạnh giọng nói, đều là các ngươi quản không được bản thân miệng, ta Hùng tộc đại kế, nếu là thất bại, các ngươi chính là ta Hùng tộc tội nhân. Đám người nghe vậy, nào dám phản bác, cúi đầu nơm nớp lo sợ đứng ở nguyên địa. Tốt, hôm nay liền là thịnh hội, trước giờ mở ra trận pháp, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hùng Chiến khoát khoát tay, nhìn xem Tiêu Phàm biến mất phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói. Là, thất trưởng lão, đám người chỗ nào còn dám do dự, nhao nhao hướng về bốn phía lao đi. Một lát sau, từng đạo hà quang liền ở Thánh Nguyên Vụ Hồ chung quanh bay lên, hóa thành một cái to lớn quang cháo, đem toàn bộ Thánh Nguyên Vụ Hồ đều chụp ở phía dưới. Hà quang lóe lên mấy lần, liền hoàn toàn biến mất, xa xa nhìn lại, cùng phía trước so sánh, có vẻ như căn bản không có cái gì khác nhau. Các ngươi, đều phải chết, Hùng Chiến hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền biến mất ở nguyên chỗ. Lại nói Tiêu Phàm khống chế đội thuyền tiến vào Thánh Nguyên Vụ Hồ, căn bản không lo được trên người thương thế, thần sắc ngưng trọng đánh giá tứ phương. Thần vương cảnh hậu kỳ thượng cổ bạo hùng, thật đúng là kinh khủng a, khó trách nhân tộc ở thái cổ thần giới, cũng không phải là cường đại nhất. Tiêu Phàm trong lòng thầm than một tiếng, vừa mới một quyền, khả năng còn không phải Hùng Chiến toàn bộ thực lực, đương nhiên, hắn cũng không có thi triển ra toàn bộ lực lượng. Nhưng là, hắn cũng rất rõ ràng, dù là hắn toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng không phải Hùng Chiến đối thủ. Thú tộc, thiên sinh chiến lực liền so đồng giai tu sĩ mạnh hơn nữa còn có thể biến thành bản thể chiến đấu, huống hồ, Hùng Chiến còn muốn cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới. Mà hắn Tiêu Phàm, hiện tại liền thần vương kiếp đều không có vượt qua, căn bản không coi là chân chính thần vương cảnh cường giả. Vừa mới có thể ngăn lại Hùng Chiến một quyền mà bất tử, cũng đã đủ để chứng minh Tiêu Phàm thực lực mạnh mẽ. Lão nhị, không muốn tiếp tục đi tới, ngay ở nguyên địa chờ ta. Tiêu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù, cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói. Rất nhanh, Tiêu Phàm nhận được Nam Cung Tiêu Tiêu hồi âm, lão tam, chúng ta cũng đã tiến vào Thánh Nguyên Bộ Lạc Thánh Nguyên Vụ Hồ, người xuất quan. Ta cũng ở trong Thánh Nguyên Vụ Hồ bên, cái gì, ngươi làm sao cũng tới, kéo dài thôi động truyền âm ngọc phù, ta đến tìm các ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí có chút ngưng trọng, này mông lung Thánh Nguyên Vụ Hồ, cho hắn một loại cực kỳ bất an cảm giác. Hắn mặc dù không biết Hùng tộc đại kế là cái gì, nhưng Hùng tộc muốn để bọn họ những người này đến hiến tế, tuyệt đối không phải là cái gì điểm tốt. Còn có Hùng tộc lão tổ, có thể làm cho Hùng Chiến xưng là lão tổ, 8-9 phần 10 cũng ít nhất là đại đế cảnh thực lực. Tiểu tử, ta nơi này có ngươi lưu lại truyền tống khay ngọc tiêu ký, ngươi trực tiếp truyền tống tới là được rồi. Bạch Ma thanh âm vang lên, tốt, Tiêu Phàm nghe vậy, vội vàng lấy ra một cái truyền tống khay ngọc, đánh ra từng đạo phù văn, sau đó một đạo quang môn xuất hiện, hắn thu hồi đội thuyền, liền một bước bước vào trong đó. Khi hắn lần nữa xuất hiện thời khắc, đã là ở Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vị trí đội thuyền phía trên. Lão Tam, người bị thương. Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, đáy mắt tóe bắn ra hai đạo sát mang, nói, là ai tổn thương ngươi? Ta không sao, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói, bất quá, lần này chúng ta có vẻ như có chút phiền toái. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người nghi hoặc không giải, không phải liền là đến trộm cá a, cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn là được rồi, có thể có cái gì phiền phức. Tiêu Phàm đem hắn trước đó nghe được tin tức cùng mấy người nói một lần, Nam Cung Tiêu Tiêu ba người sắc mặt nháy mắt biến vô cùng khó coi lên. Này Thánh Nguyên Bộ Lạc, dĩ nhiên âm hiểm như thế, nhìn đến cũng không phải vật gì tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ nói, thượng cổ bạo hùng nhất tộc, nguyên bản ta coi là biến mất, không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Ma lại là hít sâu một cái, nói, nếu như bọn họ mà nói không phải giả, vậy chuyện này xác thực phiền toái. Người trước kia nghe nói qua thượng cổ bạo hùng nhất tộc. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ma nói, thượng cổ bạo hùng, chính là thiên sinh chiến đấu chủng tộc, lực lớn vô tận, bọn họ bộ tộc này có một loại công pháp, tên là Thánh Nguyên Chiến Quyết,
càng là dị thường bá đạo, có thể tu luyện vô địch nhục thân. Bạch Ma trịnh trọng giải thích nói. Nghe được Bạch Ma mà nói, Tiêu Phàm mấy người vô cùng ngưng trọng lên, Quân Nhược Hoan lại nói, Bạch tiền bối vừa nói như thế, ta ngược lại cũng nghe nói quá quan đối thượng cổ bạo hùng nhất tộc một chút tin tức, bọn họ bộ tộc này cũng xem như nhân tộc công thần. Công thần, công thần sau đó, vì sao sẽ lưu ở nơi đây, không cho bọn họ rời đi? Tiêu Phàm không giải, lúc này, Bạch Ma đột nhiên tựa như lại nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Thánh Nguyên Chiến Quyết, có vẻ như cùng Tu La tộc có chút liên quan. Chương 2626, Nguyên Khí. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, cái gì gọi là Thánh Nguyên Chiến Quyết cùng Tu La tộc có quan hệ? Hay là nói Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc cùng Tu La tộc có quan hệ đây? Thượng Cổ Bạo Hùng, cùng Tu La tộc hẳn là nói chuyện không đâu a. Quân Nhược Hoan kinh ngạc nói, hắn chiếm được quân gia truyền thừa, biết rõ rất nhiều bí mật. Chẳng qua là làm hắn nói ra Tu La tộc ba chữ này lúc, hắn ngữ khí rõ ràng có chút ngưng trọng, thậm chí còn có một tia này kính sợ. Ta cũng chỉ là từng nghe Thiên Hoang người nhắc qua, Thánh Nguyên Chiến Quyết, hình như là Tu La tộc một vị lão tổ sáng tạo ra công pháp. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói, niên đại có chút xa xưa, hắn cũng nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng. Thiên Hoang, tiền bối đã từng đi qua Thiên Hoang. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Quân Nhược Hoan liền kinh hãi kêu đi ra, khó nén trong lòng chấn động. Làm sao ngươi tiểu tử cũng nghe nói hôm khác hoang, lần này ngược lại là Bạch Ma ngoài ý muốn, Quân Nhược Hoan chỉ là một cái bất nhập lưu địa vực tu sĩ mà thôi. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là không biết Thiên Hoang sự tình mới đúng. Ta Quân gia, đã từng là trời hoang gia tộc, chỉ là về sau sa sút. Quân Nhược Hoan thật sâu thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người Quân gia đến từ Thiên Hoang. Bạch Ma cũng là hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Quân Nhược Hoan, này tựa như hoàn toàn vượt quá hắn ngoài ý muốn, kinh ngạc nói ta căn bản không nghe nói hôm khác hoang có cái gì quân gia a. Ta quân gia truyền thừa từ loạn cổ thời kỳ cuối, về sau ở thượng cổ chết đi, tiền bối không nghe nói qua cũng bình thường. Quân Nhược Hoan đắng chát lắc lắc đầu, không muốn ở việc này phía trên xoắn suýt. Nhưng lời này nghe vào Bạch Ma trong tai, lại mười phần cảm giác khó chịu, loạn cổ, đó là biết bao xa xôi niên đại a. Còn tại viễn cổ trước đó, một cái gia tộc có thể truyền thừa ba cổ, này cũng không phải bình thường đáng sợ a. Tiểu Bạch, người vừa mới nói, Thánh Nguyên Chiến Quyết là Tu La tộc một vị lão tổ sáng lập. Vậy cái này công pháp, làm sao sẽ rơi vào thượng cổ bạo hùng nhất tộc trong tay đây? Tiêu Phàm biết rõ Quân Nhược Hoan có chút sự tình không muốn nói, lập tức nói tránh đi. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, tin đồn, thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, là Tu La tộc một cái nào đó vị lão tổ đồ đệ. Cụ thể là cái gì, ta liền không quá rõ ràng. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm lại là vô cùng ngạc nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, Tu La tộc không chỗ không ở, thậm chí ngay cả này thần ma kiếp chủng tộc, đều cùng Tu La tộc có quan hệ. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, hắn thế nhưng là biết rõ, đế huyết nhai những cái kia đại đế, đã từng có thể đều là Tu La tộc hủy diệt. Nếu như người bại lộ Tu La tộc thân phận, thượng cổ bạo hùng nhất tộc nếu là còn nhớ rõ mà nói. Hẳn là sẽ không đối ngươi xuất thủ. Bạch Ma đột nhiên lại mở miệng nói. Có lẽ vậy, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn không phải đem hy vọng gửi ở thượng cổ bạo hùng nhất tộc trên người. Dù sao, thượng cổ bạo hùng nhất tộc, để bọn hắn những này nhân tộc tu sĩ tới đây, vốn chính là vì hiến tế, nhưng thượng cổ bạo hùng nhất tộc một cái nào đó vị lão tổ thoát khốn. Đám người một trận trầm mặc, đội thuyền cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là rong chơi ở trên mặt hồ, mặc cho dòng nước đánh thẳng vào. Ngẫu nhiên có gửi đến bạch mang từ mặt hồ trùng thiên mà lên, ở mông lung trên mặt hồ cực kỳ dễ thấy, Tiêu Phàm mấy người mấy lần nhịn được bắt những cái này thần ngư xúc động. Tiểu tử, này thượng cổ bạo hùng nhất tộc mặc dù có âm mưu, nhưng những cái này thần ngư xác thực là đồ tốt. Bạch Ma không nhịn được mở miệng nói, khóe miệng đã sớm chảy ra chảy nước miếng. Ngươi biết đây là cái gì cá? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Bạch Ma nói. Hắn nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra những cái này thần ngư là cái gì chủng loại. Có thể xác thực có thể cảm nhận được bọn chúng trên người bàng bạc linh hồn lực lượng. Nếu là có thể thôn phệ, đối tu sĩ linh hồn lực lượng, có không nhỏ chỗ tốt. Đây chính là phổ thông cá mà thôi. Bạch Ma lắc lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, những cá này thể nội hàm chứa một loại đặc biệt lực lượng, tên là nguyên khí, so linh hồn chi lực đều muốn thuần túy vô số lần, mặc dù mỏng manh, nhưng đối thần vương cảnh tu sĩ tới nói, lại là khó lường báu vật. Nguyên khí. Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày, lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Nhưng một bên Quân Nhược Hoan lại là trợn to hai mắt,
khó nén trong lòng chấn kinh chi sắc, chỉ là hắn thần sắc chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Khó trách những cá này sẽ có thực thể. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, nếu là có thể bắt mấy con cá, thôn vệ bọn chúng thể nội nguyên khí, bản đế đoán chừng cũng có thể càng tiến một bước. Bạch Ma ánh mắt lấp lóe nói, dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, ta luôn cảm giác, nếu là chúng ta động thủ bắt ánh sáng bên trong cá, vậy liền chính giữa thượng cổ bạo hùng nhất tộc ý muốn. Mặc kệ, nếu như đã đến, vậy liền bắt ha, dù sao chúng ta trong thời gian ngắn, cũng là đi không ra. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Cũng tốt, Bạch Ma tự nhiên sẽ không khách khí, cũng liền ở lúc này, một đạo bạch sắc lưu quang từ mặt nước xuyên hành mà qua, Bạch Ma không chút do dự bắn nhanh ra, xuyên vào dưới nước. Sau một khắc, Bạch Ma trong miệng ngậm một đầu dài hai thước cá đạp vào bong thuyền, đem cá bỏ vào bong thuyền, một mặt buồn bực nói, mụ đản, những cái này nguyên khí không cách nào bóc ra, chỉ có thể liền toàn bộ cá đều ăn. Con cá này đi qua nguyên khí tẩy lễ, chất thịt khẳng định vô cùng tinh tế tỉ mỉ ngon, chúng ta vừa vặn thử xem. Quân Nhược Hoan cười cười nói, lão Tam, tay nghề của ngươi rất không sai, có vẻ như rất lâu chưa ăn qua ngươi làm món ngon. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, đưa tay vung lên, một ngụm nồi lớn cùng chén nhỏ tức khắc xuất hiện ở bong thuyền, ta chỉ có thể ra một nồi cùng mấy cái bát. Vậy liền giao cho ta đi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ôm lên tay áo liền chuẩn bị mở làm. Một lát sau, một nồi mỹ vị canh cá liền nấu xong, phát ra mê người mùi thơm, Bạch Ma nước bọt cũng đã chảy đầy đất. Mùi vị không tệ, hảo thuần tịnh năng lượng. Tiêu Phàm uống một ngụm, không khỏi cảm thán nói. Bạch Ma nhìn thấy, chỗ nào còn do dự, làm Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hai người bới thêm một chén nữa sau, trực tiếp ôm lấy nồi lớn, liền hướng miệng đổ, cũng không lo được canh cá nóng hổi. Ha ha, quả nhiên là nguyên khí. Bạch Ma một ngụm nuốt vào, tức khắc thoải mái nở nụ cười. Tiểu Bạch, người có phải hay không cần ăn đòn? Tiêu Phàm nhìn thấy, trực tiếp nổi giận mà lên, ra hỏa này, dĩ nhiên trực tiếp đem một nồi canh cá xử lý, lại đi bắt mấy đầu đến, bằng không tiểu gia quất ngươi. Yên tâm, bao ở bản đế trên người. Bạch Ma cũng không tức giận, quay người liền một đầu cắm vào hồ thủy, không thấy bóng dáng. Lão Tam, người nói này nguyên khí rốt cuộc là cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, một bên Quân Nhược Hoan do dự một cái, mở miệng nói, nguyên khí, chính là một loại tương đương với thần thạch đồ vật, chỉ là bên trong ẩn chứa năng lượng, so thần linh chi khí càng thêm thuần túy, dùng nguyên khí tu luyện hiệu quả, bức thần thạch canh nhanh, hiệu quả càng thêm, nguyên khí đồng dạng ẩn chứa ở nguyên tinh. Dạng này a, Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vậy vì sao này Thánh Nguyên Vụ Hồ, sẽ hàm chứa loại này nguyên khí đây? Một mực trầm mặc Tiêu Phàm, đột nhiên trầm giọng nói. Chương 2627, Cổ Huyền Cơ canh 5. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan hơi sững sờ, lập tức hai người bèn nhìn nhau cười, nháy mắt nghĩ tới cái gì. Công tử, 89 phần 10, này mặt hồ phía dưới, có ẩn chứa nguyên khí nguyên tinh. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói, khó nén trong lòng kích động. Nguyên tinh sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe qua một vòng sốt ruột. Một loại so thần linh chi khí cao cấp hơn năng lượng, Tiêu Phàm như thế nào không động tâm đây? Lập tức hắn lại lắc lắc đầu, này Thánh Nguyên Vụ Hồ vũ khí rất quỷ dị, có thể từng bước xâm chiếm nhân thần lực cùng linh hồn chi lực, những cái này vũ khí 89 phần 10 là từ hồ thủy bên trong bốc hơi đi lên. Vũ khí còn như thế, kia phía dưới hồ thủy đây. Lấy bọn hắn thực lực, đoán chừng xuống dưới cũng chống đỡ không được bao lâu, cho dù có nguyên tinh, muốn lấy được cũng không phải là sự tình đơn giản. Quân Nhược Hoan hiển nhiên cũng đoán được Tiêu Phàm trong lòng ý nghĩ, nói công tử, chúng ta vẫn là chờ Bạch Tiền Bối trở về lại nhìn nhìn cụ thể tình huống. Chỉ có thể làm như vậy, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, liền là một canh giờ, Tiêu Phàm bọn họ đều hoài nghi, Bạch Ma gia hỏa này có phải hay không ăn một mình, thậm chí rốt cuộc lên không nổi. Đang lúc bọn họ phiền muộn thời điểm, một đạo bạch quang từ mặt hồ trùng thiên mà lên. Vững vàng rơi vào bong thuyền, ngoại trừ Bạch Ma còn có thể có người nào. Bạch Ma há mồm phun ra mấy đầu thần ngư, đại trưởng lão đạt vài trượng, nhỏ chỉ có dài hơn một thước, nhưng số lượng không ít, nhiều đến 10 đầu. Bất quá nhìn thấy những cái này thần ngư từ Bạch Ma trong miệng thốt ra, Tiêu Phàm bọn họ cũng đã không có cái gì muốn ăn. Tiểu tử, các ngươi đoán ta ở đáy hồ nhìn thấy cái gì? Không đợi Tiêu Phàm bọn họ mở miệng, Bạch Ma liền cực kỳ kích động nói ra. Thứ gì? Tiêu Phàm ba người chăm miệng một lời nói ra,
Nguyên thạch, này đáy hồ phía dưới, lại có nguyên thạch. Lấy Bạch Ma tâm tính, đều vô cùng kích động. Không phải nguyên tinh sao? Tiêu Phàm buồn bực, Bạch Ma không khỏi mở ra bạch nhãn, nói, nguyên tinh ngươi cho rằng dễ dàng như vậy lấy được, bản đế năm đó, đều không có đạt được mấy khối, có thể có nguyên thạch cũng không tệ rồi, chí ít so cực phẩm thần thạch muốn thuần túy rất nhiều. Nói đến đây, Bạch Ma há mồm phun một cái, một khối tối tăm mờ mịt thạch đầu rơi vào bong thuyền phía trên, thạch đầu mới lượn lờ lấy từng tia vũ khí, nhìn qua huyền diệu vô cùng. Ngươi liền đạt được một khối này. Tiêu Phàm bĩu môi nói, một khối nguyên thạch mà thôi, có tất yếu như thế kích động sao? Mặc dù bản đế chỉ chiếm được một khối, nhưng nếu là đem đáy hồ tìm khắp, khẳng định có thể không ít. Bạch Ma lại lơ đễnh, nói tốt, các ngươi nấu xong những cái này thần ngư, ta lại đi tìm xem nguyên thạch. Không đợi Tiêu Phàm bọn họ phản ứng, Bạch Ma lại là một đầu cắm vào hồ thủy. Gia hỏa này, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì giận mắng lên, hắn còn chuẩn bị hỏi một chút Bạch Ma là như thế nào không sợ hồ thủy ăn mòn lực lượng đây? Có thể gia hỏa này ngược lại tốt, không chờ bọn họ mở miệng, liền tiến vào hồ thủy chúng. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, cắn răng nói, chúng ta mau chóng đem những cái này thần ngư giết chết, một ngụm canh đều không cho hắn lưu. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền bắt đầu bận rộn. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, này thần ngư bên trong năng lượng, lại là cực kỳ thuần túy. Mặc dù đối với hắn tới nói không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng đối Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan tới nói, vẫn có rất lớn hiệu quả. Oanh, đang lúc Tiêu Phàm nấu xong canh cá thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đạo kịch liệt chiến đấu thanh âm, mấy đạo chớp lóe xua tán đi chung quanh vũ khí. Tiêu Phàm ba người ngẩng đầu nhìn lại, lại là lờ mờ nhìn thấy mấy đạo thân ảnh, chính đang vây công một người. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Lão Tam, kia hình như là Cổ Nhược Trần. Nam Cung Tiêu Tiêu nhíu mày một cái nói. Đi qua, Tiêu Phàm trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, hắn thế nhưng là đem Cổ Nhược Trần xem như bằng hữu, bây giờ bằng hữu gặp nạn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đội thuyền vạch nước tiến lên, cự ly chiến đấu địa phương càng ngày càng gần, một lát sau, một chiếc dài đến vài chục trượng đội thuyền tiến vào mấy người tầm mắt. Trên mũi thuyền, một cái hắc bào thanh niên đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn xem không trung, hắn một bên còn đứng hai người, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện, cũng đưa tới hắc bào thanh niên chú ý, bất quá, hắc bào thanh niên vẻn vẹn quét một cái, lại không còn để ý tới Tiêu Phàm bọn họ. Ngược lại là hắn mấy cái chó săn, đột nhiên lách mình xuất hiện ở bong thuyền, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm ba người, lạnh giọng nói, Thái Võ Cổ Vực làm việc, còn mời lui lại. Thái Võ Cổ Vực, Tiêu Phàm lộ ra một tia cổ quái. Công tử! Bọn họ là Thái Võ Cổ Vực cổ gia người, trưởng cương vạn bảo các, trải rộng vạn la đế vực đông đảo địa vực. Quân Nhược Hoan ở một bên giải thích nói, Tiêu Phàm nghe được Thái Võ Cổ Vực, liền đoán được những người này thân phận, chỉ là hắn kinh ngạc là, Cổ Nhược Trần cùng vạn bảo các người, có vẻ như quan hệ không thế nào hòa hợp. Ầm ầm, lúc này, không trung truyền đến mấy tiếng nổ vang, lại là vây công Cổ Nhược Trần bốn người, hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài, Cổ Nhược Trần lạnh lùng nhìn xem phía dưới hắc bào thanh niên. Ta hảo đệ đệ, mấy năm không gặp, không nghĩ đến ngươi vẫn như cũ như thế cường thế a. Hắc bào thanh niên cười nhạt một cái nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn về phía Cổ Nhược Trần ánh mắt, căn bản không có nhìn thấy đệ đệ mình một dạng nhu hòa, ngược lại tràn đầy sát cơ. Cổ Huyền Cơ, muốn chiến liền chiến, không cần nhiều như vậy nói nhảm, năm đó ngươi không giết chết ta, ngươi nên biết rõ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi. Cổ Nhược Trần cùng bình thường siêu nhiên xuất trần khác biệt. Hôm nay hắn, trong mắt tràn đầy lệ khí, trên người cũng phát ra đáng sợ sát khí. Cổ Huyền Cơ, Tiêu Phàm mấy người hơi hơi yên lặng, người này, lại là Cổ Nhược Trần ca ca. Hơn nữa nghe giọng điệu này, hai người hoàn toàn là không chết không thôi a. Xưng hô ngươi một tiếng đệ đệ, đó là để mắt ngươi, nói không dễ nghe điểm, ngươi chẳng qua là một cái tiện chủng mà thôi, nếu như không phải phụ thân lần trước bảo ngươi một mạng, đem ngươi trục xuất, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở này cùng ta nói chuyện sao? Cổ Huyền Cơ khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt bên trong tràn đầy nồng đậm khinh thường. Trục xuất, Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, vạn bảo các xuất hiện ở chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục, hắn đã từng hoài nghi hơn vạn bảo các là mượn nhờ tu la tộc thông đạo tiến vào. Nhưng là hiện tại nhìn đến, khả năng cũng không phải chuyện như thế. Ngươi câm miệng cho ta, Cổ Nhược Trần phẫn nộ gào thét, trên trán nổi gân xanh, hận không thể đem Cổ Huyền Cơ cho ăn sống nuốt tươi. Tiện chủng liền là tiện chủng, ta nói ngươi là tiện chủng. Ngươi lại làm như thế nào? Ta Cổ gia huyết mạch cỡ nào cao quý, có thể ngươi thể nội, lại giữ lại một nửa dơ bẩn huyết. Sống ở trên đời này, cũng không phải là vì tranh đoạt huyết mạch.
cũng chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi, ta nếu là ngươi, đã sớm tự sát. Cổ Huyền Cơ cười lạnh nói, tựa như ở cố ý khích lên Cổ Nhược Trần lửa giận một dạng. Ta muốn giết ngươi, Cổ Nhược Trần giống như dã thú gầm hét lên, trên trán gân xanh kém chút nổ tung. Thoại âm rơi xuống, Cổ Nhược Trần bỗng nhiên hướng về một kiếm hướng về Cổ Huyền Cơ chém đi, cơ hồ tận hết sức lực. Tiêu Phàm bọn họ đều là kinh ngạc không thôi, bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Cổ Nhược Trần như thế tức giận qua, trong này, vẫn là ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Chương 2628, ta nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Giết hắn cho ta, nhìn thấy Cổ Nhược Trần đánh tới, Cổ Huyền Cơ lạnh lùng cười một tiếng, căn bản không có tự mình động thủ ý tứ, đưa tay vung lên, hắn sáu cái thuộc hạ không chút do dự xông tới. Sáu người kia, dĩ nhiên cũng có hai cái thần vương cảnh, thực lực ngập trời. Để cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, bản thân dĩ nhiên nhìn lầm rồi Cổ Nhược Trần tu vi. Cổ Nhược Trần vẻn vẹn chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong mà thôi, nhiều nhất cũng chính là bán bộ thần vương, hắn trước đó còn tưởng rằng Cổ Nhược Trần đột phá đến thần vương cảnh đây. Nếu như không phải Cổ Nhược Trần động thủ bạo phát lực lượng, Tiêu Phàm còn nhìn không ra Cổ Nhược Trần tu vi, không thể không nói, Cổ Nhược Trần xác thực không đơn giản. Dù là đối mặt bốn cái cổ thần cảnh đỉnh phong, hai cái thần vương cảnh tiền kỳ cường giả, Cổ Huyền Cơ đều không có một tia sợ hãi, ngược lại chiến ý trùng thiên. Tiêu Phàm mặc dù không cùng Cổ Nhược Trần giao thủ, nhưng hắn cũng được chứng kiến Cổ Nhược Trần mấy lần xuất thủ, lần trước ở Thiên Võ Thần Sơn, hắn thế nhưng là một quyền đem một cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một quyền đánh bay. Mà lúc kia, Cổ Nhược Trần mới vẻn vẹn chỉ là cổ thần cảnh trung kỳ mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá giờ phút này, Cổ Nhược Trần bị sáu đại cường giả vây công, cũng rất nhanh liền bị áp chế ở hạ phong, hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng cùng Tiêu Phàm biến thái chiến lực so sánh, vẫn còn có chút không bằng. Nhị thiếu gia, cùng đại thiếu nhận sai a, đại thiếu nhất định sẽ không thật giết ngươi. Trong đó một cái thần vương cảnh tu sĩ khẩn thiết nhìn xem đối diện Cổ Nhược Trần nói. Hiển nhiên, bọn họ mặc dù bất đắc dĩ nghe theo Cổ Huyền Cơ mệnh lệnh, nhưng là không dám thật đối Cổ Nhược Trần hạ sát thủ, nếu như bọn họ toàn lực xuất thủ, Cổ Nhược Trần liền không chỉ có chỉ là bị áp chế tại hạ phong như thế đơn giản. Đương nhiên, nếu là Cổ Nhược Trần thật chết rồi, chờ Cổ Nhược Trần phụ thân biết rõ, bọn họ những người này, khẳng định cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho ta cút ngay, Cổ Nhược Trần phẫn nộ gào thét, một kích toàn lực chạm ra, cái kia thần vương cảnh cường giả tức khắc bị một kích đánh bay. Cổ Nhược Trần tức khắc tìm được đột phá khẩu, chân đạp quỷ dị bộ pháp, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Cổ Huyền Cơ đánh tới. Ta nhường các ngươi giết hắn, không nghe được sao? Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Cổ Huyền Cơ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn thế nhưng là ước gì Cổ Nhược Trần chết, nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình đây? Coi như hắn phụ thân biết là hắn giết Cổ Nhược Trần, cũng không dám đối với hắn như thế nào, bởi vì hắn Cổ Huyền Cơ, mới là Cổ gia duy nhất người thừa kế, người bị gia tộc các vị trưởng lão coi trọng. Lời này vừa nói ra, một cái khác thần vương cảnh tức khắc khí thế tăng vọt, lách mình ngăn khuất Cổ Nhược Trần trước người, một đao nổi giận chém mà ra, đem Cổ Nhược Trần kích bay ra ngoài. Nha, tiểu gia không nhìn nổi, này Cổ Huyền Cơ, thật đúng là không biết xấu hổ. Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, hướng về người trong không trung trùng sát mà đi. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên gia nhập, nhưng Cổ Huyền Cơ mười phần khó chịu, mặt âm trầm nói, các ngươi là ai? Dám nhúng tay ta Cổ ra sự tình, tìm chết sao? Tự tìm cái chết là ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, trên người khí thế không thêm mảy may che giấu nở rộ mà ra, thần vương cảnh thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Có hai cái ngăn ngăn ở trước mặt hắn cổ thần cảnh tu sĩ, trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay, nhập vào hồ nước, nửa ngày không có bốc lên ra mặt đến. Thần vương cảnh, Cổ Huyền Cơ sắc mặt hơi hơi biến đổi, hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên có thần vương cảnh cường giả xen vào việc của người khác. Hơn nữa, từ vừa mới Nam Cung Tiêu Tiêu xuất thủ có thể nhìn ra, Nam Cung Tiêu Tiêu thần lực, cho dù tại đồng bậc, sợ cũng là thiên tài hàng ngũ. Một cái thần vương cảnh liền đã như thế, vậy nếu như mặt khác hai cái cũng gia nhập chiến đấu đây? Nhược Trần huynh, những người này, là giết hay là lưu? Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn về phía mặt khác mấy người, ngữ khí bá đạo vô cùng. Ngươi là, Nam Cung huynh, Cổ Nhược Trần hiển nhiên đã sớm thấy được Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan. Chỉ là Nam Cung Tiêu Tiêu cải biến dung mạo, hắn trong lúc nhất thời không nhận ra. Ha ha, Thiên Võ Thần Sơn từ biệt, cũng có đến mấy năm không gặp. Nam Cung Tiêu Tiêu cười ha ha một tiếng, chỉ cần ngươi một câu, những người này, là giết, vẫn là lưu. Cổ Nhược Trần trầm ngâm chốc lát, hít sâu một cái nói, ta cùng với Cổ Huyền Cơ sự tình,
cùng bọn họ không quan hệ. Vừa mới những người này đối với hắn thủ hạ lưu tình, Cổ Nhược Trần vẫn là nhìn ra, hơn nữa, những người này cũng đúng là Cổ gia người, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, khi hắn nhìn về phía Cổ Huyền Cơ lúc, lại là sát cơ lộ ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu. Mấy người các ngươi, hiện tại tốt nhất đừng động thủ, bằng không đừng trách tiểu gia không khách khí. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, còn người băng lãnh nhìn xem đối diện mấy người. Vẻn vẹn một cái ánh mắt, liền dọa đến bốn người kia toàn thân run lên, phải biết, bọn họ bốn người, có thể còn có hai cái này thần vương cảnh cường giả. Còn thất thần làm cái gì, giết hắn. Cổ Huyền Cơ phẫn nộ quát ầm lên, các ngươi phản hay sao? Các ngươi cần phải biết rõ, dám phản bội bản thiếu hậu quả. Ba, vừa dứt lời, một vệt sáng bỗng vạch phá chân trời, lập tức một đạo trưởng cương, hung hăng quất vào Cổ Huyền Cơ trên mặt, Cổ Huyền Cơ nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám đối với hắn xuất thủ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, sau đó cả người bay ngược mà ra. T, Cổ Huyền Cơ mấy người thuộc hạ nhìn thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Đây chính là Cổ Huyền Cơ A, Cổ Huyền Cơ cũng đã đột phá đến thần vương cảnh, chỉ là chưa vượt qua thần vương kiếp mà thôi, dạng này thực lực, dù là ở Vạn La đế vực, cũng là số một số hai. Mà cường hãn như hắn, lại bị một cái người xa lạ một bàn tay tát bay, này khiến bọn họ như thế nào không kinh ngạc, như thế nào không chấn kinh đây. Cổ Nhược Trần trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm thực lực cũng khiếp sợ đến hắn. Nam Cung huynh, vị này là... Cổ Nhược Trần hít sâu một cái, nhìn về phía một bên Nam Cung Tiêu Tiêu hỏi, cũng khó trách hắn nhận không ra Tiêu Phàm, giờ phút này Tiêu Phàm, chỉ là một trương phổ thông mặt mà thôi. Hắn là Lão Tam, bất quá, hắn hiện tại danh tự gọi là, Kiếm Hồng Trần. Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm nói, Kiếm Hồng Trần, Cổ Nhược Trần trực tiếp kinh hô lên tiếng, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần ba chữ này, mấy năm này thế nhưng là vang dội Vạn La đế vực mảnh kia khu vực A, quân công bảng đệ nhất nhân. Toàn bộ Vạn La đế vực cùng với cấp dưới bách vực, người nào không biết, người nào không hiểu, nhưng Cổ Nhược Trần tuyệt đối không nghĩ đến, Kiếm Hồng Trần dĩ nhiên liền là Tiêu Phàm. Hắn một mực coi là Tiêu Phàm không có tiến vào bách sát chiến trường, âm thầm thay Tiêu Phàm đáng tiếc, thẳng đến hiện tại hắn mới phát hiện, hắn vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm đã sớm đi tới hắn phía trước. Cổ Huyền Cơ cũng bị một tát này cho tát choáng váng, ở trên mặt hồ trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét lên, hỗn trướng. Khi hắn nghe được Cổ Nhược Trần gọi ra Kiếm Hồng Trần ba chữ này lúc, thanh âm két két mà dừng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi, run giọng nói, Kiếm Hồng Trần, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì đối ta động thủ? Không có gì, ta nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, ta nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Tiêu Phàm thanh âm mười phần bình thản, nhưng lại tràn đầy một loại bá khí. Một loại bế nghĩa thiên hạ khí thế, cho người kinh hãi không thôi. Chương 2629, Cổ Nhược Trần chuyện cũ. Cổ Huyền Cơ ngậm miệng không nói gì, Tiêu Phàm bá đạo hắn không phải chỉ là nghe nói qua một, hai lần, nhưng chân chính kiến thức, lại là lần thứ nhất. Vừa mới kia một bàn tay, cũng triệt để chấn nhiếp đến hắn. Hắn tự xưng thiên phú bất phàm, lười nhác cùng Vạn La đế vực cái khác thiên tài giao phong, nhưng nếu như luận chân chính thực lực, hắn không cho rằng bản thân so Vạn La đế vực bất kỳ người nào kém. Thẳng đến hiện tại, Cổ Huyền Cơ mới phát hiện, bản thân cao ngạo là cỡ nào buồn cười, bị Tiêu Phàm một trưởng đánh nát. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân cũng có một ngày, vẻn vẹn bởi vì người khác nhìn bản thân khó chịu, liền bị người khác chà đạp, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Mấu chốt hắn còn không dám hoàn thủ, chỉ có thể đem đánh rất răng tính cả huyết hướng trong bụng nuốt. Ngươi, ngươi rất tốt. Cổ Huyền Cơ thật lâu mới phun ra mấy chữ, đáy mắt chỗ sâu lóe qua nồng đậm sát ý. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, đối sát ý thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm, người như vậy, Tiêu Phàm là sẽ không bỏ qua. Kiếm huynh, đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, Cổ Nhược Trần đột nhiên kêu lên, Cổ Huyền Cơ giao cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm ngừng thân hình. Hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Cổ Nhược Trần một cái, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Cổ Huyền Cơ nói, lăn. Một cái lăn chữ vừa ra, một cỗ đáng sợ sát khí từ Tiêu Phàm trên người như bài sơn đảo hải bộc phát mà ra, liền bốn phía vũ khí đều bị đánh tan, Cổ Huyền Cơ bọn họ đội thuyền, càng là hóa thành bột mịn. Chúng ta đi, Cổ Huyền Cơ chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ một trận rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức hất lên áo bào, đầu cũng không hồi quay người hướng về nơi xa bay đi. Nhị thiếu.
cáo từ. Cổ Huyền Cơ mấy người thuộc hạ, hướng về phía Cổ Huyền Cơ hơi hơi thi lễ, cũng vội vàng đi theo. Từ đầu đến cuối, Cổ Nhược Trần liền nhìn đều không nhìn bọn hắn một cái, nhìn chằm chằm vào Cổ Huyền Cơ biến mất phương hướng, thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần. Tiêu huynh, đa tạ. Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà sẽ cứu hắn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, cười cười nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Bằng hữu, Cổ Nhược Trần một mặt mang nhiên, thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần, Tiêu huynh, thua thiệt ngươi một mực tín nhiệm, nhưng ta lại một mực giấu giếm ngươi. Ngươi cùng Thái Võ Cổ Vực Vạn Bảo các quan hệ có vẻ như không phải rất tốt. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Tiêu huynh, các ngươi không ngại nghe ta kể chuyện xưa à? Cổ Nhược Trần rơi vào bong thuyền, mang nhiên nhìn về phía chân trời nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lẳng lặng nghe, không có quấy rầy Cổ Nhược Trần hồi ức. 27 năm trước, một cái đại gia tộc gia chủ, say rượu mất lý trí, điếm ô gia chủ phu nhân bên người nha hoàn. Cổ Nhược Trần trên mặt lộ ra thống hận, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, không khỏi nhíu mày, ba người cũng đã đoán được cái gì, bất quá cũng không có cắt ngang Cổ Nhược Trần lời nói. Kia gia chủ thanh tỉnh sau đó, sợ sự việc đã bại lộ, nguyên bản muốn giết nha hoàn, nhưng bởi vì lúc trước gia chủ phu nhân thân mang lục giáp, vì lấy cát lợi, cuối cùng không có hạ sát thủ, ngược lại đem nha hoàn trở thành bản thân phát tiết dục vọng công cụ. Về sau, nha hoàn lại là đột nhiên mang thai, kia gia chủ sợ này chuyện xấu bại lộ, liền đem nha hoàn đuổi ra khỏi gia tộc. Cổ Nhược Trần tiếp tục nói, hai mắt càng ngày càng đỏ bừng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nha hoàn rời đi gia tộc, có chút không biết làm sao, vì đem hài tử sinh ra tới, liền lưu lại vậy mọi người tộc vị trí thành trì. Nhưng mà, giấy cuối cùng bao không được hỏa, làm nha hoàn vừa mới sinh ra trong bụng hài tử thời điểm, việc này rốt cục bị gia chủ phu nhân biết. Gia chủ phu nhân giận dữ phía dưới, muốn đem nha hoàn cùng hài tử giết chết, nếu như không phải kia gia tộc mấy vị trưởng lão biết được tin tức kịp thời chạy tới, có lẽ mẹ con bọn hắn đã chết. Nói đến đây, Cổ Nhược Trần hai mắt màu đỏ tươi vô cùng, trên người bộc phát một cỗ đáng sợ lệ khí, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm ba người, khổ sở nói, các ngươi hẳn là đoán được nha hoàn kia cùng hài tử là ai a? Sau đó thì sao? Tiêu Phàm gật gật đầu nói, kia hài tử hiển nhiên liền là Cổ Nhược Trần, nha hoàn tự nhiên liền là Cổ Nhược Trần mẫu thân. Về sau, Cổ Nhược Trần chậm rãi thu liễm trên người lệ khí, tiếp tục nói, về sau, gia tộc mấy vị trưởng lão hợp lực đã cứu ta cùng ta mụ mụ, cũng đem chúng ta tiếp trở về Cổ gia. Mặc dù Cổ Nhược Trần cùng hắn mẫu thân bị tiếp trở về Cổ gia, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến mẹ con bọn hắn địa vị thấp cục diện, Cổ gia người đều xem thường bọn họ, thậm chí ngay cả hạ nhân cũng dám lăng nhục bọn họ. Nếu là bình thường, gia chủ nữ nhân sinh ra một cái nam hài, khẳng định mẫu bằng tử quý, Cổ Nhược Trần cùng hắn mẫu thân địa vị chắc chắn sẽ không thấp. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, ở Cổ Nhược Trần hắn mẫu thân sinh ra hắn trước đó, Cổ gia gia chủ chính thê cũng sinh ra một cái nam hài, cái này nam hài tự nhiên liền là Cổ Huyền Cơ. Bởi vì Cổ Huyền Cơ tồn tại, Cổ Nhược Trần cùng hắn mẫu thân bị bài xích, bất quá tất cả những thứ này mẹ con bọn hắn hai người đều nhẫn nại lấy. Dù là Cổ Nhược Trần biểu hiện ra cường đại thiên phú tu luyện, ở Cổ gia cũng cho tới bây giờ không chịu coi trọng qua, bởi vì thiếu khuyết tài nguyên, cũng không người chỉ điểm, vài chục năm thời gian, Cổ Nhược Trần cũng vẻn vẹn đột phá chiến thần cảnh. Nếu như đặt ở tiểu thế giới, vài chục năm đột phá chiến thần cảnh, đây tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là đặt ở thái cổ thần giới, nhất là cổ vực, vậy liền không tính cái gì. Cổ Nhược Trần không chỉ một lần nghĩ đến rời đi Cổ gia, có thể hắn thực lực, căn bản không có khả năng rời đi, có thể giết chết hắn có khối người. Hơn nữa, lúc ấy muốn giết người khác không ít, nhưng Cổ Nhược Trần một mực tin tưởng, bản thân cuối cùng sẽ có bay lượn thiên vũ một ngày. Nhưng mà, một ngày này hắn đợi không được, ở một cái gió táp mưa sa ban đêm, Cổ Huyền Cơ mở tiệc chiêu đãi Cổ Nhược Trần mẹ con hai người, lúc ấy Cổ Nhược Trần mẹ con liền cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là, bọn họ cũng muốn cùng Cổ Huyền Cơ ở giữa quan hệ có thể hòa hoãn, có thể Cổ Nhược Trần nơi nào sẽ nghĩ đến, Cổ Huyền Cơ dĩ nhiên thừa cơ đối mẹ con bọn hắn ra tay. Nói đến đây, Cổ Nhược Trần trên người đột nhiên bộc phát ra ngập trời sát khí, thanh âm đều biến nghẹn ngào, yến không tốt yến, ta sớm nên nghĩ đến, nhưng ta lại tin tưởng Cổ Huyền Cơ. Hắn ở tiệc rượu bên trong động tay chân, đem ta cùng ta mụ mụ dùng dược mê choáng, sau đó, lột sạch chúng ta quần áo, đem chúng ta. Cổ Nhược Trần cũng đã nói không được, nhưng hắn trên người vô tận lệ khí lại đủ để đại biểu hắn giờ phút này phẫn nộ. Tiêu Phàm ba người nghe vậy, tự nhiên cũng đoán được cái gì,
ba người nội tâm cũng 10 phần không bình tĩnh, Nam Cung Tiêu Tiêu càng là phẫn nộ nói, này xúc sinh, vừa mới ta nên làm thịt hắn. Cổ Nhược Trần cưỡng ép bình tĩnh trở lại, mặt mũi dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngày thứ hai, coi chúng ta tỉnh lại thời điểm, đột nhiên có người xông vào cửa phòng, vừa mới bắt gặp chúng ta. Hảo một cái muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta Cổ Nhược Trần một đời bằng phẳng, lại trở thành cậu thả người. Tất cả những thứ này, đều là Cổ Huyền cơ cục, hắn đáng chết. Cổ Nhược Trần lại cũng không nhịn được nội tâm sát ý, chung quanh không gian đều biến vặn vẹo. Chương 2630, Cổ Nhược Trần gia nhập. Tiêu Phàm ba người có thể sâu sắc cảm nhận được Cổ Nhược Trần nội tâm sát ý, nếu là đổi lại là bọn họ, đoán chừng đã sớm bạo phát, không có khả năng như Cổ Nhược Trần đồng dạng bình tĩnh. Cổ Huyền cơ bậc này ác độc tâm địa, Tiêu Phàm bọn họ tự hỏi, coi như giết Cổ Huyền cơ 100.000 lần, bọn họ đều sẽ cảm thấy chưa đủ. Nhưng Cổ Nhược Trần lại có thể áp chế một cách cưỡng ép cô kia sát ý, nhưng Cổ Huyền cơ rời đi, này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mụ mụ vì chứng minh bản thân thanh bạch, tại chỗ kết liễu sinh mệnh. Cổ Nhược Trần thanh âm 10 phần nghẹn ngào, trong hốc mắt đã sớm bị nước mắt thẩm thấu. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Có thể ta không thể chết, ta nếu chết rồi, ai tới thay ta chứng minh thanh bạch. Ta nếu chết rồi, ta và mụ mụ ô danh, cả một đời cũng vô pháp rửa đi. Ta nếu chết rồi, người nào lại có thể thay mụ mụ báo thù. Cổ Nhược Trần nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, trên trán gân xanh giống như tiểu trùng ngọa nguậy lên, kém chút liền muốn nổ tung. Tiêu Phàm ba người trên người cũng chán phóng mãnh liệt sát ý, bọn họ thiếu chút nữa thì nhịn không được đuổi theo Cổ Huyền cơ, đem hắn tháo thành 8 khối. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, lúc ấy Cổ Nhược Trần là như thế nào kiên trì sống sót. Nhìn xem bản thân mẫu thân chết ở trước mặt mình, nhưng lại bất lực, loại kia cảm giác, Tiêu Phàm bọn họ nghĩ đều không dám nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về sau, ta kia phụ thân chạy đến, giận dữ phía dưới chuẩn bị giết ta. Cổ Nhược Trần hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh một cái suy nghĩ. Dừng một chút, lại nói, cũng may còn có mấy cái trưởng lão biết rõ ta làm người, bọn họ nguyện ý tin tưởng ta, nhất định là có người hãm hại ta. Đi qua trưởng lão quyết định, Cổ gia cuối cùng đem ta trục xuất tới Huyết U tuyệt địa. Cũng chính là chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục, về sau liền gặp được các ngươi. Ta đã từng lập thệ, chỉ cần ta có thể sống sót rời đi Huyết U tuyệt địa, nhất định phải tự tay giết Cổ Huyền cơ, vì ta mụ mụ báo thù. Tiêu Phàm ba người gật gật đầu, về sau sự tình, bọn họ tự nhiên là biết rõ, chỉ là bọn họ không biết, Cổ Nhược Trần dĩ nhiên gánh vác lấy nhiều như vậy đồ vật. Đúng rồi, Cổ gia đem ngươi trục xuất tới Huyết U tuyệt địa. Huyết U tuyệt địa liền là thiên địa lao ngục, như thế nói đến, ngươi không phải thông qua tu la tộc tiến vào thiên địa lao ngục. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, vô cùng kinh ngạc nói. Không phải, Cổ Nhược Trần tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm nghi hoặc, hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới chậm rãi bình phục nội tâm sát ý. Một lát sau, Cổ Nhược Trần mới nói, Huyết U tuyệt địa, nằm ở Huyết U cổ vực cùng Thái Võ cổ vực chỗ giao giới, đó là một chỗ thời không loạn địa, chỉ có thể vào không thể ra. Đương nhiên, ta về sau mới biết được, là ta Cổ gia người, chỉ có thể vào không thể ra, nhưng tu la tộc, là có biện pháp rời đi. Bí mật này, Cổ gia người rõ ràng, ta nhớ kỹ, ngươi lúc đó để ngươi người mang theo ngươi nhị thúc Cổ Thần Phong rời đi a, Cổ gia làm sao không biết rõ rời đi phương pháp đây. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, bọn họ không có rời đi, Cổ Nhược Trần lắc lắc đầu, hít sâu một cái nói, Cổ Thần Phong bị ta cầm tù ở Vạn Bảo Các, bởi vì chỉ có triệt tiêu Cổ Thần Phong chức vị. Ta mới có thể chân chính trưởng khống thiên địa lao ngục Vạn Bảo Các. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Cổ Nhược Trần, hắn không nghĩ đến, bản thân lại bị Cổ Nhược Trần lừa gạt. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Cổ Nhược Trần mệnh lệnh hai người đem Cổ Nhược Trần mang đi a. Đúng rồi, ta nhớ kỹ người người lúc ấy gọi người thất thiếu, chẳng lẽ người huynh đệ tỷ muội còn có rất nhiều. Tiêu Phàm lại cổ quái hỏi, những người kia, chỉ là ta ở thiên địa lao ngục thu phục hai người mà thôi. Cổ Thần Phong bị lưu vong Huyết U tuyệt địa mấy chục năm, hắn bị lưu vong thời điểm, ta còn không có xuất sinh. Cho nên hắn cũng không biết ta thân phận, duy nhất có thể chứng minh chính là ta huyết mạch chi lực, ta sợ hắn có hoài nghi, liền cố ý an bài cái này xưng hô, Cổ gia thế hệ này, chỉ có Cổ Huyền cơ một người, ta xem như lão nhị. Nguyên lai như thế, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nguyên lai lúc trước tất cả đều là Cổ Nhược Trần bố trí một cái bẫy mà thôi. Hắn nghĩ trưởng khống thiên địa lao ngục Vạn Bảo Các, cho nên mới thiết kế rất nhiều, đem Cổ Thần Phong kéo xuống ngựa. Nhưng hắn lại không muốn giết Cổ Thần Phong,
Dù sao cổ thần phong cùng hắn không oán không cừu, cho nên tốt nhất biện pháp, liền là thiết kế bắt sống cổ thần phong, nhưng mà đem hắn nhốt lại. Tiêu huynh, xin lỗi. Cổ Nhược Trần đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm làm một lễ thật sâu nói. Ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta muốn giết cổ huyền cơ, lại đột phá đại đế cảnh, giết trở lại thái võ cổ vực, cho ta mụ mụ đòi lại một cái công đạo. Cổ Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Kia cừu hận, dù là đi qua đến mấy năm thời gian, nhưng hắn vẫn như cũ khắc cốt minh tâm, cả một đời đều không cách nào quên. Vậy chúng ta coi như là minh hữu sao? Tiêu Phàm cười cười nói. Cổ Nhược Trần trù trừ lúc này, thật lâu mới trầm giọng nói, Tiêu huynh sẽ không sợ ta liên lụy ngươi, liên lụy Tu La Điện. Ta hiện tại đắc tội cổ vực còn thiếu sao? Ngươi không sợ ta liên lụy là được rồi. Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Ta lưu manh một cái, có cái gì đáng sợ? Cổ Nhược Trần tiêu sái cười một tiếng, nói, bất quá Tiêu huynh, lần này rời đi bách sát chiến trường, Thiên Vũ vực đoán chừng không thể thiếu một chút phiền phức. Ta người này, không sợ nhất liền là phiền phức. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Nắm giữ 3.000 khô lâu vương hắn, chỉ cần không có đại đế cường giả xuất thủ, hắn Tiêu Phàm thật đúng là không chỗ nào e ngại. Huống chi, hắn hiện tại còn có là thời gian tu luyện, chờ bách sát chiến trường kết thúc sau, hắn có tự tin cao hơn một tầng lầu, chỉ ít đột phá thần vương cảnh trung kỳ, đó là không có vấn đề. Ta nói cổ huynh, ta nhìn ngươi vạn bảo các gia nhập Tu La Điện được, về sau ngươi muốn báo thù, lão tam muốn giúp ngươi cũng sư xuất hữu danh a. Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên cười nói ra. Ta có thể chứ, Cổ Nhược Trần ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại có chút kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cổ huynh nếu là có thể gia nhập, đó là ta Tu La Điện vinh hạnh, có gì không thể. Tiêu Phàm thoải mái cười nói. Cổ Nhược Trần, bái kiến điện chủ. Cổ Nhược Trần hít sâu một cái, đột nhiên quỳ một chân trên đất nói. Bất quá còn không có chờ hắn quỳ xuống, Tiêu Phàm liền vội vàng nâng lên hắn, nói cổ huynh, những cái này lễ nghi phiền phức cũng không cần để ý tới, vạn bảo các gia nhập. Ta Tu La Điện như hổ thêm cánh a. Từ giờ trở đi, mệnh ngươi làm vạn bảo các chủ, địa vị cùng cấp Diêm La Điện chủ, quay đầu giết đến tận thái võ cổ vực, nhớ kỹ kêu lên Tu La Điện các huynh đệ. Giờ khắc này, Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm kích động, Cổ Nhược Trần thiên phú đó là không cần nói, Tiêu Phàm coi trọng nhất là hắn thiên phú buôn bán. Những năm này, Cổ Nhược Trần thành tựu hắn có thể xem ở trong mắt, vạn bảo các ở Thiên Vũ vực, cũng xem như nổi danh thương hội. Tạ Điện chủ. Cổ Nhược Trần cũng ngửa mặt lên trời cười ha hả, có Tiêu Phàm hỗ trợ, hắn giết đến tận thái võ cổ vực lòng tin lại lớn rất nhiều. Cô ầm ầm, cũng liền ở lúc này, mặt hồ đột nhiên toát ra nguyên một đám bong bóng, tựa như đun sôi mở nước một dạng, ngay sau đó, từng đạo tối tăm mờ mịt vũ khí từ hồ nước bên trong bốc hơi mà ra. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung két két mà dừng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt hồ nói. Chương 2631, thật lớn một con gấu. Bất thình lình biến hóa, nhưng Tiêu Phàm thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn con ngươi nhìn chằm chằm mặt hồ. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cũng không tốt gì, một cỗ khí tức nguy hiểm quanh quẩn trong lòng, không khí đều biến vô cùng ngạt thở lên, cho người tê cả da đầu. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo bạch quang từ đằng xa mặt hồ trùng thiên mà lên, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí chảy ra mà đến. Cổ huynh, chính mình người. Cổ Nhược Trần mới vừa chuẩn bị động thủ, Tiêu Phàm vội vàng ngăn lại. Tiến lên một bước, nhìn xem đạo kia bạch quang nói, tiểu bạch, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch quang không phải kẻ khác, chính là đi đáy hồ tìm kiếm nguyên thạch bạch ma, chỉ là giờ phút này bạch ma khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt sung huyết, nhìn qua cực kỳ suy yếu. Nãi nãi, bản đế kém chút thua ở đáy hồ, bạch ma nổi giận mắng, thanh âm lộ ra vô cùng sốt ruột, tiểu tử, nhanh ly khai cái này địa phương quỷ quái, nhanh. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm một bên thao túng đội thuyền hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng tiến lên, một bên hỏi. Hắn đối bạch ma cũng xem như cực kỳ biết, lấy bạch ma tâm tính đều như thế sốt ruột, khẳng định có khó lường sự tình phát sinh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng cổ bạo hùng nhất tộc một vị lão tổ còn sống, liền phong ấn ở này đáy hồ. Bạch ma hơi hơi sợ hãi nói, hiển nhiên vừa mới hắn ăn không thiệt nhỏ. Thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ. Tiêu Phàm kinh kêu ra tiếng, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lập tức Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ khống chế đội thuyền, ở nguyên chỗ ngừng lại. Tiểu tử, đi mau a, còn lưu ở nơi này làm cái gì, chờ chết sao? Bạch ma lo lắng nói, ngươi xác định này đáy hồ phong ấn thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ.
Tiêu Phàm hỏi, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn dám đánh lão già kia chủ ý hay sao? Không phải bản đế đả kích ngươi, liền là đỉnh phong thời kỳ, bản địa đều chưa chắc là lão già kia đối thủ. Bạch Ma khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói, ngươi quên, ta thế nhưng là Tu La tộc a. Tiêu Phàm lại là không quá quan tâm, ngươi không phải nói, thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, chính là ta Tu La tộc một vị lão tổ đồ đệ sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng rằng lão già kia sẽ tuân thủ những cái kia quy định? Ta dám cam đoan, coi như hắn biết rõ ngươi Tu La tộc nhân, cũng định giết ngươi không buông tha. Bạch Ma tức giận nói, này cũng lúc nào, Tiêu Phàm dĩ nhiên còn đánh thượng cổ bạo hùng nhất tộc chủ ý. Ngươi vừa mới nói hắn bị phong ấn, không phải sao? Bị phong ấn lão già, liền đem ngươi sợ tè ra quần, uổng cho ngươi là đại đế. Tiêu Phàm mở ra bạch nhãn, trong mắt đều là khinh bỉ. Bản đế, bản đế, Bạch Ma trong lúc nhất thời không biết nói gì, làm bản thân vừa mới khiếp đảm có chút đỏ mặt. Tốt, đừng bản đế, thượng cổ bạo hùng nhất tộc, hình như là thượng cổ chủng tộc, nếu như bị phong ấn ở nơi này, khẳng định cũng là vô tận tuế nguyệt trước đó sự tình, coi như sống sót, thực lực còn có thể có bao nhiêu. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, không đợi Bạch Ma mở miệng, Tiêu Phàm lại tiếp tục nói, ngươi cũng hẳn là biết rõ, lúc trước ngươi bị phong ấn thời điểm, ta nhưng vẫn là thiên thần cảnh, ngươi không phải không là ta đối thủ, hiện tại ta tốt xấu cũng là thần vương cảnh, hắn có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào. Vậy cũng vâng, Bạch Ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong mắt loại kia vội vàng nháy mắt biến mất. Ngươi không sợ này hồ nước hủ thực chi lực, hẳn là có thể mang chúng ta đi xuống đi. Tiêu Phàm đột nhiên lại nói ra, Bạch Ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trọn vẹn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm mấy cái hô hấp thời gian, lúc này mới nói tiểu tử, ngươi là nghiêm túc. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta là đang đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, Bạch Ma do dự lúc này, cắn răng nói, ngươi tiểu tử đều không sợ chết, bản đế liền không thèm đếm xỉa, nếu quả thật có thể giải quyết lão già kia, chúng ta có thể lấy được không ít nguyên thạch, thậm chí nguyên tinh. Vậy còn chờ gì? Tiêu Phàm cười cười, phất tay, trực tiếp đem đội thuyền cho thu vào trong càn khôn giới. Ngay sau đó, Bạch Ma há mồm phun một cái, từng đạo quang mang phun ra mà ra, bao phủ Tiêu Phàm bốn người, nói ta mang các ngươi đi. Có vật này che chở các ngươi, hồ nước hủ thực chi lực đối các ngươi vô dụng. Dứt lời, Bạch Ma một đầu cắm vào hồ nước, Tiêu Phàm bọn họ bốn người cũng vội vàng đi theo. Kỳ thật cũng không phải Bạch Ma thực sự tin tưởng Tiêu Phàm thực lực đủ để đối phó thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, mà là hắn nghĩ tới Tiêu Phàm thể nội Tu La Ma ảnh, vật kia, thế nhưng là cấm kỵ tồn tại. Nếu như thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ muốn đối phó Tiêu Phàm, kia cấm kỵ nhất định là không thể không quản không được hỏi. Tiêu Phàm bốn người đi theo Bạch Ma, nhanh chóng lặn xuống, không sai biệt lắm lặn xuống mấy chục trượng, lúc này mới tiếp xúc đến đáy hồ, sau đó dán vào đáy hồ nhanh chóng tiến lên. Đáy hồ cùng Tiêu Phàm bọn họ tưởng tượng khác biệt, nơi này dĩ nhiên không phải đen kịt một phiến, đáy hồ có không ít kỳ lạ tinh thạch, đem đáy hồ chiếu coi như thanh minh. Kém không phải nửa chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản lờ mờ không gian, đột nhiên biến vô cùng rõ sáng lên, Bạch Ma đột nhiên ngừng thân hình, chỉ nơi xa nói, liền tại. Vừa mới ta đến nơi đó, kinh động đến kia lão bất tử. Đi, đi qua nhìn xem, các ngươi cùng ở ta sau lưng. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Con người nhìn chằm chặp phía trước, sau đó hướng về phía trước bơi đi. Mấy hơi thở sau, một cái to lớn hắc sắc tinh thể tiến nhập Tiêu Phàm bọn họ tầm mắt, hắc sắc tinh thể dài trên trăm trượng, cao mấy chục trượng. Bất quá Tiêu Phàm nhưng không có quan tâm cái kia màu đen tinh thể, mà là nhìn về phía hắc sắc tinh thể bên trong cái kia dài đến 60-70 trượng hắc sắc cự hùng, một đôi màu đỏ tươi con ngươi chính đang chậm rãi chuyển động. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ đến, huyết sắc con người bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người bọn họ, hiện ra khát máu quang mang. Con mẹ nó, thật lớn một con gấu. Tiêu Phàm mấy người đồng thời cả kinh kêu lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang lên, to lớn hắc hùng hung ác trợn mắt chừng mấy người một cái, chỉ là ánh mắt kia, liền đem Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người dọa cho phát sợ, chỉ có Tiêu Phàm cùng Bạch Ma coi như bình tĩnh. Tiểu tử, liền là này lão già. Bạch Ma đi đến Tiêu Phàm bên người, nhỏ giọng thì thầm. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đề phòng. Danh con, người dĩ nhiên còn dám trở về. Một đạo phẫn nộ thanh âm ở Tiêu Phàm bọn họ trong đầu vang lên, giống như thiên lôi đồng dạng, chấn bọn họ thần sắc có chút hoảng hốt. Lão già, người đừng cậy già lên mặt, có dám hay không trở về là lão tử định đoạt, có bản sự, người đi ra a. Bạch Ma nổi giận mắng, có Tiêu Phàm ở một bên, hắn lá gan đều muốn lớn không ít, đương nhiên, hắn làm như thế,
cũng là ở chứng minh bản thân đại đế tôn nghiêm. Có thể Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý Bạch Ma, mà là nhìn về phía cái kia màu đen cự hùng nói, quả nhiên không hổ là thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, bị phong ấn vô số tuế nguyệt, dĩ nhiên còn sống. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, này hắc sắc cự hùng, tuyệt đối sinh tồn vô số vạn năm, nếu là người bình thường, đoán chừng đã sớm chết đến không thể lại chết, có thể này lão gia hỏa dĩ nhiên còn sống. Tiểu tử, người dám đối lão tổ khoa tay múa chân, sẽ không sợ lão tổ làm thịt ngươi. To lớn hắc hùng phẫn nộ gào thét một tiếng, lập tức ngữ khí bỗng biến đổi, mười phần kinh ngạc kêu lên, tiểu tử, ngươi là Tu La tộc. Chương 2632, điều kiện, ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, cũng không có vì thượng cổ bạo hùng nhận ra bản thân huyết mạch chi lực mà kinh ngạc. Dù sao, này thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ tốt xấu đã từng cũng là Tu La tộc một vị nào đó lão tổ đệ tử, tự nhiên có thể cảm ứng được Tu La huyết mạch tồn tại. Thượng cổ bạo hùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn hồi lâu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Tu La tộc huyết mạch, lúc nào mỏng manh đến tình trạng như thế. Mỏng manh sao? Tiêu Phàm hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bản thân huyết mạch chi lực có vẻ như xác thực không tinh khiết. Khác không nói, hắn nguyên bản cũng không phải là chân chính Tu La tộc, mà là hậu thiên Tu La thần thể. Hơn nữa, lại đi qua thần vô tận cải tạo sau, hắn thể nội huyết mạch chi lực, cũng đã biến thành vô tận chiến huyết. Chỉ là hàm chứa một tia Tu La huyết mạch đặc tính mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là không có quan tâm những cái này, mà là nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào những cái kia tinh quang lập lòe thạch đầu, nói tiểu bạch, những cái này liền là nguyên thạch. Không sai, những cái này nguyên thạch, nguyên bản chỉ là phổ thông thạch đầu, bất quá đi qua quanh năm suốt tháng hấp thu nguyên khí, liền thuế biến thành nguyên thạch. Bạch Ma gật gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá, hắn con người từ đầu đến cuối đều không có rời đi cái kia màu đen tinh thạch, trong mắt đều suýt chút nữa thì trừng ra ngoài. Công tử, kia phong ấn hắc hùng hắc sắc tinh thể, hình như là nguyên tinh. Lúc này, Quân Nhược Hoan đột nhiên nuốt nước bọt, ngữ khí đều có chút phát run. Nguyên tinh, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần ba người cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt đều là kinh ngạc. Nguyên tinh a, đây chính là hàm chứa tinh khiết nhất nguyên khí. Liền đại đế cường giả đều muốn đoạt vỡ đầu bảo bối, dĩ nhiên ngay ở trước mắt. Mấu chốt nhất là, vẫn là như thế khối lớn. Tiêu Phàm bọn họ thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên đem cái kia màu đen nguyên tinh làm tới trong tay, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bọn họ cũng không muốn chết, này thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, rõ ràng không phải dễ nói chuyện, nếu là đem nó phóng xuất, đến lúc đó khả năng thật là xui xẻo. Không sai, này đúng là nguyên tinh, bất quá bên trong ẩn chứa nguyên khí. Có vẻ như cũng đã mỏng manh. Quân Nhược Hoan lại bổ sung một câu, nói cách khác, không có quá nhiều ý nghĩa. Tiêu Phàm tức khắc lộ ra vẻ thất vọng, lập tức lại nói, tất nhiên như thế, thanh kia những cái này nguyên thạch mang đi là được. Nguyên tinh không có nguyên khí, xác thực có chút đáng tiếc, nhưng Tiêu Phàm ngay từ đầu cũng không nghĩ tới thật đem này nguyên tinh lấy đi. Lại đem nguyên tinh vỡ vụn, thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ nhất định sẽ phá phong mà ra, đây chính là nhường Bạch Ma đều e ngại tồn tại. Ai biết hắn hiện tại thực lực còn có bao nhiêu. Tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này hảo cơ hội, nguyên tinh không chiếm được, lấy được một chút nguyên thạch vậy cũng là không sai. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm một nhóm liền đem chu vi vài dặm phạm vi bên trong nguyên thạch càn quét không còn một mảnh, mỗi người đều chiếm được hơn 1.000 khối nguyên thạch. Nếu như đổi ở bên ngoài, cái này 1.000 khối nguyên thạch, có thể cũng là một bút khó lường tài phú. Giải quyết kết thúc công việc, Tiêu Phàm vỗ vỗ bàn tay, nhìn nơi xa thượng cổ bạo hùng một cái, liền chuẩn bị quay người rời đi. Tiểu tử, chờ đã. Tiêu Phàm mấy người vừa mới quay người, thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ tức khắc hét lớn, sợ Tiêu Phàm bọn họ thật đi một dạng. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm quay người nhìn về phía thượng cổ bạo hùng, nghi ngờ nói. Tiểu bối, ngươi nếu là có thể cứu bản tổ đi ra, bản tổ có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Thượng cổ bạo hùng mở miệng nói. Chẳng lẽ để ngươi thần phục với ta, ngươi cũng đáp ứng sao? Tiêu Phàm cười nhìn xem thượng cổ bạo hùng nói. Nói đùa cái gì, nếu là đem ngươi phóng xuất, ngươi đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu bối, ngươi dám lăng nhục bản tổ. Thượng cổ bạo hùng hầm hầm giận dữ, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm cảnh giới, một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử, dĩ nhiên cũng muốn nhường hắn thần phục, đây không phải nhục nhã hắn lại là cái gì đâu. Không phải ngươi nói điều kiện sao? Tiêu Phàm nhún vai. Nói, không đáp ứng liền là không đáp ứng, ta thật không nghĩ lấy nhục nhã ngươi,
tất nhiên không thể đồng ý, vậy việc này liền như vậy coi như thôi à. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Thượng Cổ Bạo Hùng sẽ không đáp ứng, hắn nói như vậy, cũng chỉ là bỏ đi Thượng Cổ Bạo Hùng ý niệm mà thôi, hắn đi tới nơi này đáy hồ, lúc đầu cũng chính là vì nguyên tinh mà đến. Nếu như Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc lão tổ thực lực không được tốt lắm mà nói, hắn cũng thuận tiện hàng phục, nhưng là hiện tại xem ra là rất khó thành công. Hơn nữa, thật làm cho một cái đại đế cảnh cường giả thần phục, Tiêu Phàm mình cũng biết rõ đây là không có khả năng sự tình. Ngươi lại thay cái điều kiện, Thượng Cổ Bạo Hùng sững sờ, sau đó cắn răng nói. Tiêu Phàm nếu là đi, hắn đời này, khả năng liền chưa hẳn có thể rời đi, nơi này thế nhưng là vô số vạn năm, đều không nhất định có người có thể trong xuất hiện. Không có ý tứ, ta không có gì cần ngươi làm, huống hồ, ngươi đều không phá nổi này nguyên tinh phong ấn, ta tự nhiên cũng làm không được. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền có thể nói cho các ngươi như thế nào phá vỡ này nguyên tinh phong ấn. Thượng Cổ Bạo Hùng không lọt vào mắt Tiêu Phàm phía trước kia một câu, hơi có vẻ kích động nói ra. Thế nhưng là, ta cũng không có gì cần ngươi làm a, nếu như ngươi thật nguyện ý thần phục, ta ngược lại là không ngại thử một lần. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói ra, như thế lời nói thật, hắn đến bách sát chiến trường lịch luyện, tạm thời tới nói, còn không có người nào có thể uy hiếp đến hắn. Về phần rời đi bách sát chiến trường sau đó sự tình, mặc dù có chút phiền phức, nhưng Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc, cũng chưa hẳn có thể rời đi thần ma kiếp, tự nhiên cũng liền không cách nào trợ giúp cho hắn. Đương nhiên, nếu như Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc lão tổ có thể thần phục hắn, Tiêu Phàm ngược lại là thật không ngại thử một cái. Ba cái điều kiện. Bản tổ nguyện ý đáp ứng ngươi ba cái điều kiện, như thế nào? Thượng Cổ Bạo Hùng tiếp tục nói, sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, lại bổ sung một câu, ngươi là ngoại lai giả, ta nghĩ ngươi hẳn là muốn rời đi giới này, đến lúc đó, ta để cho ta tộc hai đại thần vương đỉnh phong đi theo ngươi, như thế nào? Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hai đại thần vương đỉnh phong cảnh tay chân, này thật đúng là không sai điều kiện. Rời đi bách sát chiến trường, hắn muốn đối mặt có thể là đại đế cường giả. Nếu như có thể lấy được hai cái thần vương cảnh đỉnh phong Thượng Cổ Bạo Hùng hỗ trợ, hắn phần thắng ngược lại cũng lớn rất nhiều. Bốn cái như thế nào? Mặt khác ba cái điều kiện không thay đổi, chỉ cần không có vi phạm ta Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc tôn nghiêm, bản tổ đều có thể đáp ứng. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút ý động, Thượng Cổ Bạo Hùng tiếp tục nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy, ngươi thật có biện pháp nhường ngươi tộc nhân rời đi giới này. Hơn nữa, ngươi có thể bảo chứng. Chúng ta cứu ngươi đi ra, ngươi không đúng chúng ta động thủ. Bản tổ lấy ta Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc tương lai lập thệ, nếu là các ngươi cứu bản tổ đi ra, bản tổ vong ân phụ nghĩa, để cho ta Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc diệt tộc tuyệt chủng. Thượng Cổ Bạo Hùng hiển nhiên cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp lập thệ. Tiêu Phàm nhíu mày, rốt cuộc là tin hắn đây, vẫn là không tin đây. Tiểu tử, có lẽ ngươi có thể thử xem. Bạch Ma đột nhiên âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói. A. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Ma nói. Chương 2633, khổ cực hùng tổ. Bạch Ma lại là đột nhiên một mặt nhẹ nhõm, tiếp tục truyền âm nói, hắn cái này lời thề cũng không tính cái gì, nhưng hắn thật muốn dám tính âm mưu quỷ kế, ngươi thể nội vật kia, phải có là biện pháp trị hắn. Tiêu Phàm sững sờ, lập tức rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn tự nhiên biết rõ Bạch Ma nói là cái gì. Hắn thể nội đồ vật, hẳn là tu la ma ảnh. Cũng chỉ có tu la ma ảnh mới có như thế cường đại uy lực. Ngươi xác định, Tiêu Phàm có chút không dám xác định, lập tức Tiêu Phàm lại đem tu la ma ảnh sự tình cùng Bạch Ma nói một lần. Phải biết, hiện tại hắn thể nội tu la ma ảnh, thế nhưng là kết thành một cái kén đây, tạm thời tới nói, còn không có muốn phá kén mà ra dấu hiệu. Ai biết Thượng Cổ Bạo Hùng đối bọn họ xuất thủ thời điểm, tu la ma ảnh có thể hay không bảo hộ được bọn họ. Bạch Ma cũng lâm vào trầm mặc, thật lâu, hít sâu một cái nói. Nếu là kẻ khác đối phó ngươi, ta không dám cam đoan, nhưng Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc, vốn chính là lệ thuộc về Tu La tộc, hẳn là không có gì vấn đề. Chiếu ngươi ý tứ, là để cho ta liều một cái vận khí. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, cùng một cái đại đế cấp bậc cường giả đi so vận khí, đây là chán sống rồi a, thậm chí, này lão già, đỉnh phong thời kỳ khả năng siêu việt đại đế cũng nói không chừng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy ngươi bản thân nhìn xem xử lý a. Bạch Ma cũng hoàn toàn không nắm được chú ý. Ân, cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, nội thiên địa bên trong tu la ma ảnh kết thành kén, dĩ nhiên hơi hơi chấn động một cái, chung quanh ma khí sôi trào không thôi. Đây là muốn phá kén mà ra. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng.
này vừa mới có phải dùng đến tu la ma ảnh thời điểm, hắn dĩ nhiên liền muốn xuất hiện, đơn giản liền là ngủ gà ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu a. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc là, theo lấy tàm kiển rung động, linh hồn bản thể hấp thu ma khí tinh hoa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hắn ẩn ẩn cảm giác, bản thân linh hồn chi lực, sắp đột phá. Nếu như lại đột phá mà nói, có thể liền là thần vương cảnh trung kỳ a. Hắn đánh giá một chút tu la ma ảnh phá phong mà ra tốc độ, đoán chừng 10 ngày nửa tháng là không có vấn đề, nghĩ tới cái này, hắn tức khắc thở dài một hơi. Lập tức nhìn về phía thượng cổ bạo hùng cười nói, vậy vãn bối liền tin tưởng tiền bối một lần, không biết chúng ta phải làm thế nào làm đây. Tiểu tử, đợi bản tổ ra ngoài, tất nhiên cho ngươi 3 cái hứa hẹn, cũng đưa ngươi 4 cái thần vương cảnh đỉnh phong cấp dưới. Thượng cổ bạo hùng tức khắc thoải mái cười ha ha, hắn sợ Tiêu Phàm cự tuyệt. Vội vàng lại nói, kỳ thật, phá mất này nguyên tinh phong ấn rất đơn giản, chỉ cần tu la tộc tinh huyết là được, người huyết dịch mặc dù mỏng manh một chút, nhưng phá vỡ cái này trận pháp, hẳn là không có vấn đề. Tinh huyết, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, ngưng tiếng nói, làm sao, phong ấn này chẳng lẽ còn cùng ta tu la tộc có quan hệ hay sao? Thượng cổ bạo hùng một trận trầm mặc, hồi lâu mới nói, không dối gạt các vị, phong ấn này, chính là bản tổ sư tôn bố trí. Ngươi sư tôn là tu la tộc, chẳng lẽ ngươi liền là thượng cổ bạo hùng nhất tộc đệ nhất đại lão tổ? Bạch ma tức khắc kinh ngạc kêu đi ra, Tiêu Phàm bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, thượng cổ bạo hùng, thế nhưng là truyền thừa từ thượng cổ A, đã sớm không biết bao nhiêu năm tháng, chỉ ít mấy trăm vạn năm vẫn có. Nếu như này lão già thực sự là đệ nhất đại thượng cổ bạo hùng lão tổ, kia sống thật đúng là có chút lâu. Không sai, ta chính là thượng cổ bạo hùng nhất tộc sơ đại huyết mạch. Thượng cổ bạo hùng điểm cuối cùng gật đầu, ngữ khí bên trong mang theo một tia tự hào. Người sư tôn bố trí trận này, đem người khốn ở nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm mặt lộ cổ quái, hắn trong đầu không khỏi nhớ tới loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế sư tôn, đem hắn trục xuất thời không loạn lưu, mà cái này thượng cổ bạo hùng sư tôn, lại đem hắn nhốt ở chỗ này mấy trăm vạn năm, này thật đúng là cá mè một lứa a. Thượng cổ bạo hùng nhẹ nhàng thở dài, tựa như lâm vào xa xôi hồi ức. Cảm thán nói, năm đó một trận chiến, bản tổ người bị trọng thương, cơ hồ chỉ còn lại một hơi, sư tôn trong thời gian ngắn không cách nào chữa trị ta. Cho nên liền dùng nguyên tinh phong ấn ta, để cho ta chậm rãi hấp thu nguyên khí khôi phục, qua mấy trăm vạn năm, ta rốt cục may mắn sống lại, chỉ là lực lượng giảm bớt đi nhiều mà thôi. Nguyên bản qua mấy vạn năm, ta liền có thể phá phong mà ra, có thể ai ngờ đến, bản tổ đám kia hậu đại, vì cứu bản tổ đi ra, tìm người tiến công kích này nguyên tinh phong ấn. Dẫn đến nguyên tinh phong ấn thoải mái, bên trong nguyên khí cơ hồ sói mòn. Nói đến đây, thượng cổ bạo hùng lại thật sâu thở dài một hơi, không cần hắn nói Tiêu Phàm bọn họ cũng biết rõ, thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, không có nguyên khí, tự nhiên cũng liền không cách nào khôi phục lực lượng, tự nhiên không cách nào phá phong mà ra. Quân Nhược Hoan khóe miệng có chút co lại nói, này thật đúng là hảo tâm làm chuyện xấu a. Tiêu Phàm mấy người rất tán thành, thượng cổ bạo hùng nhất tộc, bọn họ đều muốn cứu ra bản thân lão tổ. Có thể cuối cùng, lại ngược lại hại bản thân lão tổ. Nếu như bọn họ không xuất thủ, nói không chừng bọn họ lão tổ, đã sớm phá phong mà ra. Đúng rồi, người mới vừa nói người hậu đại tìm người công kích này nguyên tinh trận pháp. Tại sao người hậu đại bản thân không thể tới đây? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi. Năm đó liền là lo lắng bọn họ tiến đến quấy rối, cho nên trận pháp bên trong hàm chứa một loại lực lượng, ngăn cản ta thượng cổ bạo hùng nhất tộc tiến đến. Thượng cổ bạo hùng 10 phần buồn bực nói, Tiêu Phàm mấy người thiếu chút nữa thì cười ra, này thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ thật đúng là khổ cực, cuối cùng vẫn là thua ở chính hắn hậu đại trong tay. Không đúng, ta trước đó nghe ngươi một cái hậu đại nói, để cho chúng ta tiến vào nơi này hiến tế, liền có thể để ngươi phá phong mà ra. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, đánh với cổ bạo hùng lời nói, hắn không phải đặc biệt tin tưởng. Hiến tế, hiến hắn nãi nãi, thượng cổ bạo hùng trực tiếp tuôn ra nói tục. Những cái này hỗn trướng, coi là chỉ cần máu tươi càng nhiều, liền có thể phá vỡ phong ấn này. Có thể bọn họ mỗi lần cho người tiến đến, đều mang đi không ít nguyên khí, bản tổ muốn thôn phệ nguyên khí càng ngày càng khó, nếu như không phải các ngươi đến, bản tổ đời này muốn xuất quan, đoán chừng đều không có khả năng. Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, không khỏi thầm than, này thượng cổ bạo hùng lão tổ đơn giản chính là một thằng xui xẻo. Thượng cổ bạo hùng nhất tộc, để bọn hắn tiến vào nơi này hiến tế. Chỉ là vì bọn họ máu tươi mà thôi, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, muốn phá vỡ trận này, nhất định phải tu la tộc máu tươi. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm chết ở trong hồ,
này máu tươi cũng liền bị hồ nước pha loãng cùng hủ hóa, cũng căn bản không phá nổi này nguyên tinh phong ấn. Tiểu Hữu, còn mời giúp bản tổ một chút sức lực, bản tổ nói chuyện tất nhiên giữ lời. Thượng cổ bạo hùng lại đem thoại đề kéo trở về, đối Tiêu Phàm thái độ đều khách khí rất nhiều. Tiền bối không cần lo lắng, ta trước ngưng luyện một chút tinh huyết lại nói, dạng này phá phong hy vọng cũng lớn một chút. Tiêu Phàm gật đầu nói, vậy liền đa tạ tiểu hữu. Thượng cổ bạo hùng kích động nói, mọi người thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền xếp bằng ở đáy hồ một khỏa thạch đầu, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái nhập định. Chương 2634, lật lọng. Thời gian chậm rãi sói mòn, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan đợi ở một bên cho Tiêu Phàm hộ pháp, mà Bạch Ma cùng Cổ Nhược Trần hai người thì cũng tiến nhập tu luyện. Chiếm được một chút nguyên thạch, hai người tự nhiên thân thiết sinh luyện hóa một phen, Bạch Ma muốn khôi phục thần vương cảnh trung kỳ, mà Cổ Nhược Trần lại là vì đột phá thần vương cảnh cùng độ thần vương kiếp làm chuẩn bị. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trên thạch đầu, tựa như tiến nhập một loại vong ngã cảnh giới, hắn tự nhiên không phải thật sự ở cô đọng tinh huyết, mà là chờ lấy tu la ma ảnh phá kén mà ra. Cứu thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, Tiêu Phàm cũng muốn liều mạng, dù sao điều kiện kia mê người. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, ở không có tự vệ điều kiện tiên quyết, đem thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ cứu ra. Tu la ma ảnh, dĩ nhiên cũng có thể chủ động hấp thu ma khí, gia tốc hắn thuế biến. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi, nguyên bản Tiêu Phàm coi chính mình linh hồn bản thể luyện hóa những cái này ma tính tinh hoa, làm sao cũng có thể đột phá đến đại đế cảnh. Nhưng mà Tiêu Phàm hiện tại phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường linh hồn bản thể, nhất là tu la ma ảnh cái này dị số. Vừa mới qua đi thời gian nửa tháng, hắn nội thiên địa bên trong ma khí cũng đã mỏng manh gần một nửa, đại bộ phận đều bị tu la ma ảnh hấp thu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn bản thể vẻn vẹn hấp thu không đến hai thành mà thôi, bất quá cũng đã sắp đột phá thần vương cảnh trung kỳ. Thần vương kiếp nhanh ép không được, nhìn đến muốn mau chóng độ kiếp mới được. Tiêu Phàm cảm giác mình khí tức càng ngày càng mạnh, cũng đã đạt đến đỉnh phong. Lấy hắn thực lực, tiếp qua mấy ngày mà nói, liền không có khả năng áp chế ở, đến lúc đó dẫn tới, liền là hủy diệt tính thần vương kiếp. Không biết lần này thần vương kiếp, sẽ đi đến tầng thứ gì? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, lo lắng sau khi, lại có lấy một tia chờ mong. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền ra, Tiêu Phàm linh hồn bản thể quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy tu la ma ảnh kết kén, xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, giống như mạng nhện đồng dạng khoách tán ra. Linh hồn bản thể vội vàng hướng hậu phương rút đi, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, một cỗ đại lực bỗng nhiên đem linh hồn bản thể hút tới. Tiêu Phàm tiếp xúc không kịp đề phòng, linh hồn bản thể bỗng nhiên cùng tu la ma ảnh hòa làm một thể, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ linh hồn bản thể phía trên tản ra. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn chỉ cảm giác một cỗ vô cùng tinh khiết lực lượng rót vào linh hồn bản thể tựa như muốn no bạo một dạng. Oanh, một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm khí thế bỗng nhiên tăng vọt, linh hồn bản thể trực tiếp vượt qua thần vương cảnh tiền kỳ đạo này khảm, bước vào thần vương cảnh trung kỳ. Bất thình lình biến hóa, nhưng Tiêu Phàm không biết làm sao, bất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng tu la ma ảnh liên hệ. Trước kia tu la ma ảnh, chỉ là một cái đơn độc thể, nhưng là hiện tại, đã cùng hắn linh hồn bản thể hoàn toàn không thể chia cắt. Này tu la ma ảnh chẳng lẽ là tu la tộc linh hồn thiên phú? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Hắn nhanh chóng ở trong tu la truyền thừa tìm kiếm tương quan tin tức, một lát sau hắn rốt cục tìm được đáp án, quả nhiên như hắn suy nghĩ, tu la ma ảnh, chính là tu la tộc đặc thù linh hồn thiên phú. Chỉ là hắn linh hồn một mực quá mức nhỏ yếu, không cách nào gánh chịu tu la ma ảnh, thẳng đến hiện tại đột phá thần vương cảnh, cũng hấp thu luyện hóa đại lượng ma khí tinh hoa, tu la ma ảnh mới chủ động cùng linh hồn bản thể tương dung. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là dung hợp 1/10 không đến, nhưng Tiêu Phàm lại cảm giác mình linh hồn lực lượng tăng vọt vô số, hơn nữa cũng có thể chủ động điều động tu la ma ảnh một tia lực lượng. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân trước kia căn bản cũng không phải là bản thân điều động tu la ma ảnh, mà là tu la ma ảnh tự động phòng ngự mà thôi. Thậm chí, hắn cảm thấy hiện tại bản thân mới có thể chân chính phát huy tu la ma ảnh chân chính lực lượng. Đi qua huyết u minh hấp lực, tu la ma ảnh lực lượng cũng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ, Tiêu Phàm chính mình cũng không cách nào đánh giá hắn toàn bộ thực lực. Ha ha, ta đây vận khí thật đúng là không sai, coi như thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ muốn đối ta không lợi, cũng nhắc lên không nổi cái gì sóng lớn. Tiêu Phàm trong lòng cười to nói, ngoại giới, đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bàng bạc khí tức,
mãnh kinh, bất quá cỗ kia khí tức nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, đám người còn tưởng rằng mắt mình hoa. Nửa tháng, tiểu hữu tại sao còn không tỉnh? Thượng cổ bạo hùng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn là một khắc đều không muốn bị phong ấn. Hô, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt độ cung, chậm rãi đứng dậy nói, tiền bối, hiện tại có thể bắt đầu. Vậy liền đa tạ tiểu hữu, chỉ cần dùng tinh huyết hòa vào nguyên tinh liền có thể phá mở phong ấn. Thượng cổ bạo hùng hơi có vẻ kích động nói, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái ánh mắt, chậm rãi hướng về hắc sắc nguyên tinh đi tới hắc sắc nguyên tinh trước mặt lúc này mới ngừng lại. Không có suy nghĩ nhiều, Tiêu Phàm bàn tay dán vào hắc sắc nguyên tinh, thần lực vận chuyển, năm ngón tay phía trên bước ra giọt giọt tinh huyết. Làm huyết dịch cùng hắc sắc nguyên tinh va chạm thời điểm, Tiêu Phàm thân hình hơi hơi dừng lại, trong con ngươi lóe qua một vòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắc sắc nguyên tinh bỗng rung rung, Tiêu Phàm vội vàng hướng hậu phương thối lui ra phía sau quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy, hắc sắc nguyên tinh phía trên dĩ nhiên xuất hiện vô số huyền ảo đường vân lít nha lít nhít, hiện đầy hư không. Đường vân chậm rãi biến thành huyết hồng sắc, bò đầy hắc sắc nguyên tinh tất cả địa phương, sau một khắc, từng đạo liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện, truyền đến từng tiếng giòn vang. Ha ha, ta Hùng Lân rốt cục đi ra. Thượng cổ bạo hùng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hắc sắc nguyên tinh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số bột phấn tiêu tán ở hư không. Bốn phía hồ nước sôi trào, vô số sóng nước phóng tới tứ phía bát phương, chung quanh mấy chục dặm chu vi, nháy mắt trở thành một phiến chân không khu vực. Hảo cường, Tiêu Phàm mấy người sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn phía xa thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ Hùng Lân. Kia đạt đến trên trăm trượng thân thể, lộ ra uy vũ bá khí. Bộ lông màu đen giống như cương châm đồng dạng lộ ra một cỗ sắc bén chi khí, u quang lập lòe. Một đôi màu đỏ tươi con người hiện ra khát máu quang mang, cực kỳ khủng bố, tráng kiện thân thể giống như cầu long đồng dạng, cứng cáp hữu lực, hắn miệng phun răng nanh, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm mấy người đề phòng nhìn xem Hùng Lân, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tiểu tử, xem ở các ngươi cứu bản tổ đi ra phân thượng, tha các ngươi một mạng, mỗi người lưu lại một đầu cánh tay, cút ngay. Hùng Lân nhe răng cười một tiếng, cười có chút dữ tợn, lạnh lùng thanh âm giống như kinh lôi đồng dạng, chấn hư không đều run rẩy không thôi. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bạch Ma mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn họ không nghĩ đến, Hùng Lân dĩ nhiên nói không giữ lời, muốn đối bọn họ động thủ. Người tốt xấu cũng là thượng cổ bạo hùng nhất tộc lão tổ, làm sao lật lọng. Bạch Ma phẫn nộ nhìn chằm chằm Hùng Lân nói, ngươi sẽ không sợ ngươi thượng cổ bạo hùng nhất tộc diệt tộc tuyệt chủng sao? Quân Nhược Hoan cũng phẫn nộ quát ầm lên, lật lọng, diệt tộc tuyệt chủng, thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên mà đi, một cái nho nhỏ lời thề, người cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Hùng Lân khinh thường nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu, lập tức từng bước một hướng về Tiêu Phàm bọn họ đi tới. Chương 2635, ngươi làm sao hèn như vậy đây tám càng? Hùng Lân trên người phát ra khí tức, liền hư không đều tiếp nhận không được, bắt đầu nhao nhao nổ tung. Hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Tiêu Phàm sắc mặt mười phần không dễ nhìn, nhưng hắn cũng không có e ngại, chỉ là hắn không nghĩ đến, này Hùng Lân dĩ nhiên lật lọng, chỗ nào giống nhất tộc chi tổ. Lão Tam, ta ngăn lại hắn, các ngươi đi trước. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn thấy, một bước tiến lên, con người băng hàn nhìn xem Hùng Lân. Công tử, người trước đi. Quân Nhược Hoan cũng không chút do dự, chân đạp oanh thiên chiến xa, phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện. Bạch Ma cùng Cổ Nhược Trần cũng không chút nào e ngại, bọn họ rất rõ ràng, lấy bọn hắn thực lực, muốn chạy trốn đoán chừng là không thể nào, tất nhiên như thế, còn không bằng một trận chiến. Hùng Lân đúng không, ngươi làm sao cứ như vậy tiện đây? Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một mực trầm mặc không nói Tiêu Phàm đột nhiên tiến lên. Ngươi làm sao cứ như vậy tiện đây? Nghe được lời này, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ giật nảy mình, lúc này, liền không nên kích thích Hùng Lân được a. Tiểu tử, hắn đoán chừng không phải đại đế, cũng không hẳn tiếp cận đại đế. Bạch Ma âm thầm cho Tiêu Phàm nhắc nhở. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Phàm không có để ý tới, đi đến mấy người phía trước, đứng chắp tay, sắc mặt băng lãnh nhìn xem Hùng Lân, căn bản không có bất luận cái gì e ngại ý tứ. Danh con, lão tử để ngươi cứu ta đi ra, ngươi lằng nhằng, lão tử đoạn các ngươi một đầu cánh tay, xem như đối các ngươi nhân từ. Người dĩ nhiên nhục mạ lão tử. Hùng Lân đầu tiên là sững sờ, lập tức gầm thét không thôi. Đừng một ngụm một câu lão tử,
nói câu không dễ nghe, ngươi chẳng qua là nhân tộc tội nhân mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Hùng Lân sắc mặt rõ ràng biến đổi, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, giữ tợn răng nanh lập lòe u mang. Ta nói, ngươi chẳng qua là nhân tộc tội nhân mà thôi, chẳng lẽ có sai sao? Tiêu Phàm ngược lại là không sợ, tiếp tục nói, ngươi trước đó lý do thoái thác chẳng qua là tranh thủ chúng ta đồng tình, cứu ngươi đi ra mà thôi. A, à, Hùng Lân nhìn Tiêu Phàm một cái, đột nhiên bình tĩnh lại, cười lạnh nói một chút, bản tổ tại sao là nhân tộc tội nhân? Bởi vì vừa mới cái kia phong ấn, cũng không phải vì để cho ngươi chữa thương, mà là vì thước đoạt ngươi lực lượng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ kêu to, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tựa như lại nói, ngươi tất nhiên biết, tại sao còn muốn thả hắn đi ra. Hùng Lân cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cũng có lấy một tia không giải. Tiêu Phàm không có để ý tới đám người, tiếp tục nói, ta mặc dù không biết cái này trận pháp gọi là cái gì, liền là khi tay ta chạm tới trận pháp thời điểm, ta liền cảm giác ta thần lực đang nhanh chóng sói mòn. Đã ngươi biết, còn dám thả bản tổ đi ra, ngươi là muốn tìm chết sao? Hùng Lân nộ khiếu nói, ngươi trước đó nói nhiều như vậy, có câu nói ngược lại là không có lửa gạt chúng ta, ngươi quả thật bị ngươi sư tôn phong ấn. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười cười nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiếu dung, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người khóe miệng giật một cái, lúc này còn cười được, việc cấp bách, không phải hẳn là nghĩ đến chạy trốn sao. Nhưng là, Tiêu Phàm bỗng lời nói xoay chuyển, nói, hắn cũng không phải vì để cho ngươi chữa thương, mà là đem ngươi trấn áp ở nơi này, đương nhiên, này hẳn là xem ở sư đồ tình nghĩa phân thượng, bằng không, hắn đã sớm giết ngươi. Ngươi biết lại như thế nào? Hùng Lân khinh thường nói, trong mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, tựa như bản thân bí mật lớn nhất bị bại lộ một dạng. Về phần ngươi tộc nhân tại sao không cách nào bước vào nơi này, cũng không phải sợ bọn họ quấy rầy ngươi, mà là sợ bọn họ cứu ngươi đi ra, cho nên, ngươi sư tôn không cho bọn họ tiến vào nơi này. Bất quá ngươi tộc nhân lại là trăm phương ngàn kế muốn cứu ngươi đi ra, về phần cái gọi là hiến tế, cũng chỉ là bởi vì ngươi muốn tu la tộc huyết mạch mới có thể giải phong. Muốn đến, phàm là tiến vào thánh nguyên huyết hồ tất cả mọi người, đều ở ngươi dưới sự giám thị a. Nếu là có tu la tộc nhân xuất hiện, cũng sẽ bị ngươi bắt đến nơi này, dùng tu la tộc huyết mạch phá phong mà ra. Tiêu Phàm tiếp tục nói, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, căn bản liền không có tử vong giác ngộ. Hùng Lân nghe được những lời này, lại là sắc mặt đại biến, hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng là lại không biết vẫn là có cái gì không thích hợp. Ngươi cũng biết, ngươi năm đó sư tôn, tại sao không cho ngươi một cái thống khoái, lại đem ngươi phong ấn ở chỗ này. Tiêu Phàm lại nói, rất có một bộ thượng vị giả bộ dáng. Tại sao? Hùng Lân không cần nghĩ ngợi hỏi. Bởi vì, hắn muốn cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, đáng tiếc, cơ hội này ngươi có vẻ như không có trân quý. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói ta không biết là, ngươi làm sao cứ như vậy tiện đây. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba nhục mạ, Hùng Lân hầm hầm giận dữ, một trường hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Lão Tam công tử cẩn thận. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sắc mặt đại biến, không chút do dự xông tới. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm lại là vung tay lên, ngăn trở đám người tới gần, Nam Cung Tiêu Tiêu chỉ cảm giác toàn thân run lên, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà lúc này, Tiêu Phàm một cái tay khác lại là ngắt một cái kỳ quái thủ ấn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Cho ta quỳ xuống, mắt thấy kia trường cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm bỗng một tiếng quát như sấm, ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đạo hắc sắc ma ảnh. Chính là tu la ma ảnh. Giờ phút này điều động tu la ma ảnh, có thể so trước đó bị động thôi động thời điểm, uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tu la ma ảnh đạt đến trên trăm trượng, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, trên người phát ra ngập trời uy áp, chấn động đến hư không quyết liệt run rẩy lên. Nhưng bản tổ quỳ xuống, ngươi lại tính cái gì? Hùng Lân khinh thường quát lớn, nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, Hùng Lân đột nhiên cảm giác mình thân thể không nhận sai sử một dạng. Phù phù, một tiếng nổ vang, Hùng Lân chân trước bỗng quỳ trên mặt đất, màu đỏ tươi con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng tu la ma ảnh, tràn đầy sợ hãi. Tu, Hùng Lân run rẩy kêu đi ra, lập tức bỗng nhiên lắc lắc đầu, không có khả năng, ngươi một cái tu la huyết mạch đều không tinh khiết người, làm sao có thể. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, chậm rãi đi đến Hùng Lân trước người, Hùng Lân giờ phút này thân thể phủ phục ở mặt đất, nhưng cực đại đầu lâu, so Tiêu Phàm cả người đều muốn cao không ít. Không đúng, người tu la huyết mạch nếu như không thuần, không có khả năng liền nhanh như vậy giải phong nguyên tinh phong ấn. Hùng Lân bỗng nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói.
Trước đó Tiêu Phàm thế nhưng là trong nháy mắt liền giải khai nguyên tinh phong ấn a, này cũng không phải người bình thường có thể làm được, đổi lại những người khác, dù là đại đế đều làm không được. Nhưng Tiêu Phàm lại tùy tiện làm được, này nói rõ cái gì? Chỉ có thể nói, Tiêu Phàm huyết mạch mạnh, xa xa vượt qua hắn cảm ứng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, Hùng Lân thật kinh khủng. Ta là ai? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ta nói ngươi tiện, ngươi còn không tin, ngươi trước đó một mực ở tranh thủ ta đồng tình, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta giống như là một cái đồng tình tâm tràn lan người sao? Chương 2636, cấm thần tỏa hồn ấn. Tiêu Phàm là đồng tình tâm tràn lan người sao? Hiển nhiên không phải, Tiêu Phàm tên, ở đại bộ phận người trong mắt, đều là sát thần đại danh từ, hắn lại làm sao sẽ đồng tình một cái có thể uy hiếp đến bản thân tính mệnh người đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm kia đen kịt con ngươi, Hùng Lân đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn nghĩ không ra, Tiêu Phàm vẫn là ở trên người hắn làm cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng nhìn mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ đến, chiến cuộc nháy mắt đảo ngược, vô hạn tới gần đại đế cảnh Hùng Lân. Ở trước mặt Tiêu Phàm, dĩ nhiên không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược Trần nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là tràn đầy vẻ sùng bái, lấy người như vậy làm chủ, bản thân còn có cái gì không cam tâm đây? Tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì? Hùng Lân ra sức giãy giụa lấy, nhưng mà thân thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến, này khiến hắn phiền muộn đến cực điểm. Thật vất vả lừa gạt Tiêu Phàm phá vỡ phong ấn, nhưng bây giờ lại bị một cái thần vương cảnh tiểu tử trấn áp. Khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt xuống? Mặc dù Tiêu Phàm phía sau tu la ma ảnh nhường hắn sợ hãi, nhưng Tiêu Phàm thực lực vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ mà thôi, nói chung, là không thể nào trấn áp hắn. Ta có thể đối ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười nói, đối ngươi làm cái gì, là ngươi sư tôn, hắn đối ngươi đã sớm để phòng chiêu này. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tôn, nghe được hai chữ này. Hùng Lân bỗng nhiên dùng mình một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kẻ khác không biết hắn sư tôn như thế nào kinh khủng, nhưng Hùng Lân thế nhưng là nhất thanh nhị sở, đây chính là hắn đỉnh phong thời kỳ, đều không có bất luận cái gì sức phản kháng tuyệt thế ngoan nhân a. Cho ngươi một cái thần phục cơ hội, ngươi không muốn, cùng ngươi bàn điều kiện, ngươi lật lọng, giống như ngươi người, xác thực không phải bình thường tiện, giữ lại ngươi đều không có quá nhiều giá trị. Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, không muốn. Hùng Lân sợ hãi kêu to một tiếng, hắn mặc dù sống vô số tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ sợ chết. Người sống sót, không phải liền là vì sống sót sao? Hùng Lân hít sâu một cái, sợ Tiêu Phàm trực tiếp giết hắn, vội vàng kêu lên, tha ta không chết, ta nguyện ý thần phục ngươi. Ngươi thế nhưng là nhân tộc tội nhân, ngươi cảm thấy ta hẳn là tha cho ngươi sao? Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lùng như băng, Hùng Lân thực lực xác thực cường đại, giết quái đáng tiếc. Nhưng là dạng này liền tối thiểu nhất nguyên tắc đều không thể thủ vững người, giữ lại về sau khả năng còn sẽ hỏng việc của mình. Ta là nhân tộc tội nhân, nhưng ta cũng không có phản bội nhân tộc, năm đó một trận chiến, ta chỉ là chạy trốn mà thôi, ta chỉ là chạy trốn a. Hùng Lân vẻ mặt đưa đám nói, thiếu chút nữa thì khóc lên. Chạy trốn, Tiêu Phàm mấy người nhíu mày, bọn họ còn tưởng rằng Hùng Lân là phản bội nhân tộc đây, bất quá không đánh mà chạy, này chịu tội cũng không nhỏ. Khó trách bị hắn sư tôn trấn áp ở đây. Không phải ta muốn chạy, mà là, quân địch cường giả nhiều lắm, nhiều lắm, bên ta tử thương thảm trọng, thập tử nhất sinh, lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, ta là có tội, nhưng là tội không đến chết. Hùng Lân thanh âm có chút nghẹn ngào, càng nói càng kích động, sư tôn đem ta trấn áp, ta không oán không hối, có thể bây giờ mấy trăm vạn năm đã qua, ta tội nghiệt cũng hẳn là trả sạch. Hơn nữa, ta thượng cổ bảo hùng nhất tộc cũng bởi vì ta nhận lấy liên lụy. Bị vĩnh sinh vĩnh thế chân áp ở đây, vì chết đi người thủ mộ, ta có tội, nhưng tộc nhân ta là vô tội a. Hùng Lân lời nói mười phần bi thiết, ngữ khí bên trong mang theo một tia hối hận, nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng. Hắn một người chịu tội, cuối cùng ảnh hưởng tới toàn bộ thượng cổ bạo hùng nhất tộc, khẩu khí này, hắn tự nhiên nuối không trôi. Huống hồ, qua nhiều năm như vậy, hắn lên cổ bạo hùng nhất tộc đều có giúp ở giới này, đối bọn họ nhất tộc thế nhưng là không nhỏ đả kích. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, nếu như Hùng Lân nói là thật, vậy hắn còn xác thực tội không đến chết, dù sao, mấy trăm vạn năm qua, hắn nợ cũng xem như trả sạch. Lão Tam, theo ta thấy, vẫn là để hắn lập công chuộc tội a, hắn sư tôn không có giết hắn, chỉ là trấn áp hắn, không phải liền là vì cho hắn một cái cơ hội sao? Nam Cung Tiêu Tiêu đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy a,
công tử, thượng cổ bạo hùng nhất tộc, đã từng cũng là ta thái cổ thần giới công thần, bọn họ cố nhiên có tội, nhưng là tội không đến chết. Quân Nhược Hoan cũng hợp thời mở miệng nói, điện chủ, nhường hắn gia nhập Tu La Điện cũng không tệ. Cổ Nhược Trần cũng gật gật đầu, tạ ơn, tạ ơn. Hùng Lân cảm kích nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một cái, hắn xác thực sợ chết, nhưng hắn càng sợ là bản thân nhất tộc hủy diệt. Tiêu Phàm trầm mặc lúc này, điểm cuối cùng gật đầu, tất nhiên bọn họ cầu tình, vậy ta liền lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, lập công chuộc tội, hoặc là, chết. Hùng Lân bái kiến công tử, Hùng Lân chỗ nào còn dám do dự, vội vàng bái nói. Kỳ thật Tiêu Phàm hắn không sợ, nhưng là hắn sợ hãi bản thân sư tôn lưu lại vật kia. Càng sợ hãi Tiêu Phàm phía sau Tu La Ma Ảnh. Đứng lên đi, ngươi nếu còn dám có bất luận cái gì làm trái hành vi, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí bộc phát mà ra, bốn phía nhiệt độ đều hạ thấp hơn mấy chục độ. Không dám, Hùng Lân vội vàng lắc lắc đầu. Tiêu Phàm lúc này mới chậm rãi thu tay lại quyết, trong lòng lại là thở dài một hơi, còn tốt, hắn sư tôn ở nguyên tinh phong ấn phía trên lưu lại một đạo ý niệm, nếu như không phải kịp thời phát hiện. Vậy liền thật thảm rồi. Tiêu Phàm lúc ấy cũng là ôm lấy một tia may mắn đi cho Hùng Lân phá phong, bất quá khi bàn tay hắn giải trừ đến nguyên tinh phong ấn thời điểm, hắn thân hình bỗng một trận. Cũng chính là một sát na kia, Tiêu Phàm trong đầu nhiều một chút ký ức, lúc này mới yên tâm giải khai nguyên tinh phong ấn. Không nghĩ đến Hùng Lân sư tôn, lại là vị kia, hơn nữa còn truyền ta đây cấm thần tỏa hồn ấn, về sau muốn khống chế địch nhân, cũng thuận tiện nhiều. Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Hắn vừa mới sở dĩ có thể khống chế Hùng Lân, liền là nương tựa theo cấm thần tỏa hồn ấn, ấn này uy lực không lớn, phàm là bị hạ ấn ký người, không có khả năng có bất luận cái gì sức hoàn thủ, có thể so sánh chủng ma chi thuật muốn cường đại nhiều. Công tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quân Nhược Hoan lại hỏi. Tiêu Phàm nhìn Hùng Lân một cái, nói, người hậu đại, đoán chừng đêm này thánh nguyên vụ hồ phong ấn, chúng ta muốn rời đi, còn phải dựa vào ngươi. Công tử yên tâm. Lão tử liền ra ngoài diệt bọn họ. Hùng Lân bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ gào thét một tiếng, hận không thể lập tức đi lập công chuộc tội. Tạm thời không cần, Tiêu Phàm đột nhiên khoát tay một cái nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói, Hùng Lân, người nếu nuốt thánh nguyên vụ hồ nguyên khí, phải chăng có thể khôi phục lại đại đế tu vi? Cũng không có vấn đề, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hùng Lân không giải nhìn xem Tiêu Phàm nói, vậy ngươi ở nơi này tu luyện a? Cái khác tạm thời không cần phải để ý đến. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức ném cho Hùng Lân một khối truyền âm ngọc phù, có sự tình ta thông chi ngươi. Là, công tử, Hùng Lân nào dám phản bác, tiếp nhận ngọc phù, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến. Chúng ta đi, này thánh nguyên vụ hồ, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười nói, mấy người trùng thiên mà lên, đồng thời, bốn phía hồ nước lần nữa vào tới, đem hố to lấp đầy, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Chương 2637, mưa gió trước đó. Thời gian trở lại 10 cái hô hấp trước đó, làm Hùng Lân phá phong mà ra một sát na kia, to lớn dung chuyển dẫn đến cả tòa thánh nguyên vụ hồ hồ nước hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Hùng mãnh sóng biển nghiêng trời lệch đất tuôn hướng bốn phía, thánh nguyên vụ hồ phía trên không ít đội thuyền, hoàn toàn bị sóng nước đánh nát. Lúc này, thánh nguyên vụ hồ một cái nơi hẻo lánh, đứng lấy mấy đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này. Khẳng định có thể nhận ra cầm đầu hai người, chính là hướng Nam Thiên cùng Cổ Huyền Cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám người đứng lơ lửng giữa không trung, nghi hoặc nhìn xem phía dưới lao nhanh hồ nước. Thật lâu, này hồ nước mới khôi phục bình tĩnh, hướng Nam Thiên lại lấy ra một đầu thuyền, cùng Cổ Huyền Cơ người leo lên bong thuyền. Cổ Huyền Cơ, nói đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hướng Nam Thiên cau mày nhìn về phía Cổ Huyền Cơ nói. Ta muốn cùng ngươi liên thủ sát kiếm hồng trần. Cổ Huyền Cơ mặt âm trầm nói, bị Tiêu Phàm đánh một bàn tay, khẩu khí này, hắn là vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Vì cái gì, hướng Nam Thiên hơi nhíu mày, có chút không quá tin tưởng Cổ Huyền Cơ. Ta liền muốn giết hắn, không có nhiều như vậy vì cái gì. Cổ Huyền Cơ âm thanh lạnh lùng nói, hắn tự nhiên sẽ không đem mình bị Tiêu Phàm quạt một bàn tay sự tình nói ra, vậy cũng thật mất thể diện. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi thế nhưng là thương nhân đều là lợi ích làm đầu, ngươi cảm thấy ngươi lý do ta sẽ tin tưởng sao? Hướng Nam Thiên ngồi ở một bên trên ghế, thần sắc lạnh lùng nói. Ngoại trừ kiếm hồng trần bên ngoài, ta còn muốn giết hắn bên người một cái Cổ Nhược Trần người. Cổ Huyền Cơ cắn răng nói. Hướng Nam Thiên hơi hơi dừng lại,
ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Huyền Cơ nói, Cổ Nhược Trần. Cái tên này ta giống như nghe nói qua, đúng rồi, liền là cái kia cùng hắn mẫu thân cầu thả người a. Nói đến đây, Hướng Nam Thiên bọn họ đều nở nụ cười, Cổ Huyền Cơ lại là xanh mặt, nói tránh đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta liên thủ. Mặc dù là hắn hãm hại Cổ Nhược Trần, nhưng Cổ Huyền Cơ xem như cổ gia người, cũng không muốn bị những người khác chế giễu. Đương nhiên nguyện ý, Hướng Nam Thiên không chút do dự nói, đôi mắt bên trong sát quang lấp lóe, bất quá, bằng vào chúng ta những người này, muốn giết Kiếm Hồng Trần, sợ là rất không có khả năng. Nếu như lại tăng thêm Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đây. Cổ Huyền Cơ híp hai mắt nói, vẫn như cũ không đủ. Hướng Nam Thiên lắc lắc đầu, từ khi kiến thức đến Tiêu Phàm chân chính thực lực sau, hắn đối Tiêu Phàm thì có một loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Nếu như chỉ là Tiêu Phàm một người còn tốt, nhưng mấu chốt là, Tiêu Phàm bên người còn có một cái Nam Cung Tiêu Tiêu, vậy cũng là trước đó ở trong thời không táng địa xông vào đệ tam ải người. Nếu như lại tăng thêm Đại Hoang Đế Vực Thiên Tinh Tử bọn họ đâu? Cổ Huyền Cơ cắn răng nói, Thiên Tinh Tử cũng tiến vào Thánh Nguyên Vụ Hồ, ngươi có thể thuyết phục bọn họ. Hướng Nam Thiên đôi mắt bên trong lóe qua một vòng ngưng trọng. Thiên Tinh Tử cường đại là không cho phép hoài nghi, dù là hắn Hướng Nam Thiên cũng phải thận trọng đối đãi, có Thiên Tinh Tử gia nhập, muốn chặn giết Tiêu Phàm, cơ hội xác thực lớn rất nhiều. Có thể Thiên Tinh Tử là ai, hắn Cổ Huyền Cơ dựa vào cái gì có thể thuyết phục Thiên Tinh Tử đi giết Tiêu Phàm? Nếu như ta đoán không sai mà nói, Thiên Tinh Tử cùng Kiếm Hồng Trần ở giữa cũng là có thù a. Cổ Huyền Cơ ý vị thâm trường cười nói, nhìn đến, thời không táng địa sự tình ngươi cũng hẳn là biết. Hướng Nam Thiên gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu nói, bất quá, bằng vào điểm này, đoán chừng hắn chưa chắc sẽ đối Kiếm Hồng Trần động thủ. Cái này giao cho ta, hắn biết tham dự, bởi vì hắn cũng muốn Kiếm Hồng Trần chết. Cổ Huyền Cơ dày đặc khí lạnh nói, vậy ta chờ tin tốt lành, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, muốn Thánh Nguyên Vụ Hồ động thủ, cần phải kịp thời, Thánh Nguyên Vụ Hồ, 7 ngày sau đó, liền sẽ quan bế. Hướng Nam Thiên thản nhiên nói, 7 ngày thời gian, đủ. Cổ Huyền Cơ gật gật đầu, sau đó mang theo hắn thuộc hạ đạp không mà lên. Hướng Nam Thiên nhìn qua Cổ Huyền Cơ rời đi phương hướng cau mày, âm thầm trầm ngâm nói, này Cổ Huyền Cơ nhìn đến ẩn tàng rất sâu a, không hơn trăm giết cuộc chiến sắp mở ra, diệt trừ Kiếm Hồng Trần, đối với chúng ta cũng đều có chỗ tốt. Tiêu Phàm bọn họ hồn nhiên không biết, hắn cũng đã bị người tính kế, mấy người vẫn như cũ ở trên Thánh Nguyên Vụ Hồ đi dạo, ngẫu nhiên bắt cá chơi đùa. Oanh, bong thuyền phía trên, một đạo bàng bạc thần lực ba động quét sạch mà ra, sao Tiêu Phàm mấy người đứng ở đằng xa, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Bạch Ma trên người. Giờ phút này, Bạch Ma biến thành bản thể, trên người phồng lên lấy vô cùng bá đạo khí tức. Thánh Nguyên Vụ Hồ đáy hồ, chính đang tu luyện Hùng Lân đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con người hơi hơi co rụt lại, nói, trường sinh thú. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm bên người kia bạch sắc tiểu sư tử, lại là thần thú bảng xếp hạng phía trên trường sinh thú. Tiểu tử kia đoán chừng không đơn giản a, thần phục hắn cũng tốt, có lẽ có thể để cho ta lên cổ bạo hùng nhất tộc lại trèo huy hoàng cũng nói không chừng. Hùng Lân hít sâu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, lần nữa chìm vào tu luyện. Chúc mừng bạch tiền bối. Thật lâu. Bạch Ma trên người khí tức bình tĩnh trở lại, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người từ đáy lòng chúc mừng. Không có gì đáng giá chúc mừng, chỉ là khôi phục một tầng cảnh giới mà thôi. Bạch Ma lại là lơ đễnh, thần vương cảnh trung kỳ, cùng hắn đỉnh phong thời kỳ so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Còn có 3 ngày thời gian, Thánh Nguyên Vụ Hồ liền sẽ quan bế, đến lúc đó đại bộ phận người đều biết rời đi, chúng ta cũng không ở nơi này dừng lại, thừa dịp còn có 3 ngày thời gian. Mọi người tiếp tục bắt một chút cá, tìm một chút nguyên thạch. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Tốt, đám người gật gật đầu. Thánh Nguyên Vụ Hồ quan bế, đến lúc đó khi ăn mòn lực lượng liền sẽ tăng cường. Đương nhiên, này có lẽ không làm gì được Tiêu Phàm bọn họ, nhưng là lưu ở nơi này cũng không có quá nhiều giá trị. Hơn nữa, lúc kia là rời đi người nhiều nhất, coi như thượng cổ bạo hùng nhất tộc ngăn cản, bọn họ cũng có thể thừa cơ rời đi. Không tới vạn bất đắc dĩ. Tiêu Phàm tạm thời còn không nghĩ bại lộ Hùng Lân một chương này át chủ bài, có lẽ thời điểm then chốt, Hùng Lân có thể đưa đến một chút tác dụng, dù sao hắn tốt xấu cũng là thần vương đỉnh phong. Qua một đoạn thời gian, có lẽ có thể khôi phục lại đại đế cảnh cũng nói không chừng. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Phàm mấy người 10 phần bận rộn, bất quá sinh hoạt ngược lại là 10 phần hài lòng, chỉ là Tiêu Phàm trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Nhanh áp chế không được, là thời điểm rời đi. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn đột phá thần vương cảnh tiền kỳ,
đã có một đoạn thời gian, linh hồn chi lực càng là đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu, thần vương kiếp tùy thời đều khả năng đến. Quân Nhược Hoan khống chế đội thuyền, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng chạy đi, mặc dù nơi này sương mù mênh mông, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ ánh mắt. Ba canh giờ sau, từng tòa đen kịt sơn mạch, rốt cục tiến nhập Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt, nơi xa trên mặt hồ, còn dừng lại không ít đội thuyền. Bất quá quỷ dị là, đội thuyền phía trên đứng đấy không ít người ảnh, không có lên bờ. Trên bờ, cũng đứng đấy không ít tu sĩ, lại là Thánh Nguyên bộ lạc người. Có sát khí, ghé vào bong thuyền Bạch Ma bỗng đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem bốn phía nói. Chương 2638, giết Tiêu Phàm. Sát khí sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên đã sớm cảm nhận được, từ khi bọn họ xuất hiện bắt đầu, mấy cỗ cường đại khí thế nháy mắt tập trung vào bọn họ. Không chỉ là trên bờ Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ, còn có bốn phía đội thuyền thượng nhân. Hẳn không phải là châm đối chúng ta à? Nam Cung Tiêu Tiêu híp híp hai mắt, nói có thể là Thánh Nguyên bộ lạc không cho phép chúng ta lên bờ. Đây chỉ là một cái phương diện, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu như là Thánh Nguyên bộ lạc người, kia không có khả năng cố ý chỉ châm đối bọn họ, dù sao, Thánh Nguyên bộ lạc mục tiêu thế nhưng là đem tất cả mọi người đều lưu ở trong hồ. Kiếm Hồng Trần, đã lâu không gặp, đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ngôn ngữ bên trong có một tia hí ngược ý. Tiêu Phàm theo thanh âm nhìn lại, lại là nhìn thấy hướng Nam Thiên, đang một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Mới 2 tháng mà thôi, không tính quá lâu. Làm sao, nhìn ngươi bộ dáng, hình như là muốn giết ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn như thế nào cảm thụ không đến hướng Nam Thiên trên mặt sát ý đây. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nếu muốn chết, thành toàn ngươi cũng không sao cả. Hướng Nam Thiên một mặt tự tin nói. Liền nhìn ngươi muốn giết cái này, giết cái kia, kết quả là, ngươi có thể giết được người nào. Tiêu Phàm một mặt khinh thường, sau đó băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, nói, đều đi ra, ta đều đến nơi này, các ngươi cũng không cần trốn trốn tránh tránh, muốn ta từng cái gọi sao. Cái gì, còn có những người khác, Cổ Nhược Trần lông mày nhíu lại, đề phòng nhìn xem tứ phương. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ bốn phía đội thuyền phía trên đi ra. Một cỗ cường đại khí tức nháy mắt tập trung vào Tiêu Phàm. Cổ Nhược Trần nháy mắt thấy được một đạo thân ảnh, trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát mà ra, nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Huyền Cơ. Cổ Nhược Trần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Cổ Huyền Cơ sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Cổ Nhược Trần, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tiêu Phàm không có để ý tới Cổ Huyền Cơ, ở trong mắt hắn, Cổ Huyền Cơ căn bản uy hiếp không được hắn an toàn. Bất quá rất nhanh, hắn lại thấy được mấy đạo thân ảnh. Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, thậm chí còn có Thiên Tinh Tử. Nếu như những người này bên trong còn có thể khiến cho Tiêu Phàm kiêng kỵ, vậy cũng chỉ có Thiên Tinh Tử, người này thân mang hoang cổ bá sách, thực lực siêu tuyệt, lần trước một trận chiến, Tiêu Phàm cũng không có 10 thành nắm chắc thắng hắn. Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng, các ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, Tiêu Phàm cùng hai người này, cũng không có không đội trời chung thù, nhất là Nguyệt Thiên Huyền. Nguyệt Thiên Hạo đều không phải hắn giết chết. Ngược lại là Vân Trung Phượng đệ đệ Vân Nhất Tịch, lại là bởi vì hắn Tiêu Phàm mà chết, Vân Trung Phượng muốn tìm hắn báo thù cũng hợp tình hợp lý. Kiếm Hồng Trần, muốn trách, thì trách ngươi quá chiêu diêu. Nguyệt Thiên Huyền hít sâu một cái nói, mặc dù biết một chút chân tướng, nhưng hắn cũng đã đắc tội Tiêu Phàm. Nếu để cho Tiêu Phàm trưởng thành, cuối cùng phải xui xẻo, khả năng liền là toàn bộ Huyền Nguyệt cổ vực. Kiếm Hồng Trần, ngươi giết ta Vân gia trưởng lão. Không giết ngươi, tại sao đang ta Vân gia uy danh? Vân Trung Phượng trong mắt lãnh điện nở rộ, căn bản không có đường xoay sở. Tiêu Phàm không còn để ý tới, nếu như đã là địch nhân, hắn cũng không tất yếu đối với hắn như thế khách khí. Thiên Tinh Tử, người đây, Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Những người này, nếu như nói kiêng kỵ nhất, cũng chỉ có Thiên Tinh Tử trên người, 8-9 phần 10 nắm giữ thời không chiến cổ, kia lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể chấn vỡ người linh hồn. Chúng ta sớm đã là địch nhân, tự nhiên không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiên Tinh Tử chỗ nào còn sẽ bỏ lỡ dạng này cơ hội, nhiều người như vậy vây giết Tiêu Phàm, lại tăng thêm bọn họ thuộc hạ, lần này cơ hội rất lớn. Chủ yếu nhất là, bọn họ đều thân ở Thánh Nguyên Vụ Hồ, chung quanh còn có trận pháp ngăn cản, vừa mới bọn họ cũng đã thử, dù là thần vương, cũng không trốn thoát được. Tất nhiên như thế, vậy ta biết, Tiêu Phàm gật gật đầu. Băng lãnh con người từ đối diện những người này trên thân từng cái đảo qua. Có mấy người hắn không biết danh tự, nhưng trên người phát ra khí tức,
lại là không kém gì Hướng Nam Thiên, hơn nữa hắn còn có mấy phần ấn tượng, hình như là trước đó tiến nhập thời không táng địa đệ tam ải nhân vật. Kiếm Hồng Trần, người đừng phế nước miếng, hôm nay, nơi này liền là ngươi nơi chôn xương. Cổ Huyền Cơ cười gằn nói, hôm nay rốt cục có thể báo kia một bàn tay mối thù, hắn tự nhiên là khai tâm không thôi. Muốn giết ta, bằng các ngươi những người này, có vẻ như còn làm không được. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nói, những người này mặc dù cũng đã đột phá đến thần vương cảnh tu vi. Nhưng là, bọn họ cũng đột phá đến thần vương cảnh, nhất là Bạch Ma, càng là khôi phục được thần vương cảnh trung kỳ, đối phó một chút thần vương cảnh tiền kỳ, hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cổ Huyền Cơ, người đối thủ là ta, tới nhận lấy cái chết. Cổ Nhược Trần trực tiếp đạp không mà lên, không chút do dự thẳng hướng Cổ Huyền Cơ. Giết hắn, Cổ Huyền Cơ mặt âm trầm, căn bản không có xuất thủ dự định, hôm nay, ở hắn Cổ Huyền Cơ trong lòng, cùng với nói là muốn giết Tiêu Phàm, còn không bằng nói là giết Cổ Nhược Trần. Chỉ là hắn là vì mượn nhờ Thiên Tinh Tử cùng Hướng Nam Thiên bọn họ thủ đoạn, ngăn lại Tiêu Phàm mà thôi. Cổ Huyền Cơ, trước đó kia một bàn tay còn đau không? Tiêu Phàm lúc này lại là khẽ cười một tiếng, hí ngược nhìn xem Cổ Huyền Cơ nói. Cái gì, Cổ Huyền Cơ bị Kiếm Hồng Trần đánh một bàn tay? Người bốn phía nhóm kinh hô không thôi, Cổ Huyền Cơ lại là cảm giác trên mặt nóng bỏng đau, hận không thể tìm địa phương chui vào. Kiếm Hồng Trần, chờ ngươi chết rồi, ngươi thân bằng hảo hữu, phàm là cùng ngươi có quan hệ, ta đều sẽ từng cái giết chết. Thật lâu, Cổ Huyền Cơ rốt cục biệt xuất một câu. Lão nhị, Nhược Hoan, các ngươi đi trợ giúp Nhược Trần, ta cũng phải nhìn xem, hôm nay vẫn là người nào chết. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái, bọn họ như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, hắn là muốn cùng Bạch Ma hai cái đối phó Hướng Nam Thiên bọn họ tất cả mọi người a. Tốt, hai người hít sâu một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, bỗng nhiên hướng về Cổ Huyền Cơ bọn họ vị trí địa phương bắn nhanh đi. Mấy hơi thở thời gian, Cổ Huyền Cơ cấp dưới liền bị Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quân Nhược Hoan hai người ngăn lại, mà Cổ Nhược Trần lại là đánh về phía Cổ Huyền Cơ. Cổ Nhược Trần muốn tự tay giết chết Cổ Huyền Cơ, Tiêu Phàm tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Thiên Tinh Tử, Hướng Nam Thiên, đến các ngươi không phải muốn giết ta à, còn thất thần làm cái gì? Tiêu Phàm nhe răng cười nói, trong con ngươi lộ ra khát máu quang mang. Giết hắn, Hướng Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên bay vụt mà ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Giết, Thiên Tinh Tử băng lãnh phun ra một chữ, hắn sau lưng cũng có 7, 8 người liền xông ra ngoài, bất quá lần này, Thiên Bằng bọn họ lại không ở trong đó, những người này, vẻn vẹn chỉ là Thiên Tinh Tử thuộc hạ mà thôi. Đồng thời, mặt khác cực lớn cường giả cũng nhao nhao nhường bản thân thuộc hạ xuất thủ, về phần bọn họ bản thân, nhưng không có động thủ ý tứ. Thật đúng là một nhóm sợ chết phế vật a. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không thể không nói, những người này một cái so với một cái cẩn thận. Lập tức nhìn về phía Bạch Ma nói, Tiểu Bạch, chúng ta so một lần, xem ai giết nhanh. Chương 2639, buồn cười thiên tài. Bản đế tự nhiên sẽ không thua cho ngươi. Nói đến so với ai khác giết nhiều, Bạch Ma tức khắc hứng thú, cười to một tiếng, liền dẫn đầu liền xông ra ngoài, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Phốc, hai cái trước hết nhất tới gần Bạch Ma cổ thần cảnh tu sĩ, còn không kịp phản ứng, liền bị Bạch Ma cho xé thành vỡ nát, mưa máu huy sái trường không. Công kích đơn giản bạo lực, một màn này, nhưng đem cái khác xông lên người tới dọa cho phát sợ, vẻn vẹn vừa đối mặt đều không có, hai đại cổ thần cảnh đỉnh phong liền chết. Hắn là thần vương cảnh, có người kinh khủng không thôi, trong bọn họ mặc dù có không ít thần vương cảnh cường giả, nhưng vẻn vẹn chiếm cứ một nửa không đến mà thôi. Bạch Ma cũng đã như thế đáng sợ, kiệt Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm cái này biến thái, ở cổ thần cảnh liền có thể nghiền sát thần vương cảnh tiền kỳ. Nếu như hắn hiện tại đột phá đến thần vương cảnh, còn đến mức nào? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết, lúc này, Tiêu Phàm cũng liền xông ra ngoài, một đạo kiếm quang ở hư không nở rộ, lập tức biến mất, chớp mắt không đến thời gian, ngay ở bốn người sau lưng quỷ dị xuất hiện. A, bốn người còn không có lấy lại tinh thần, liền bị bốn đạo lợi mang xuyên thủng thân thể, thần hồn câu diệt, có ba cái liền kêu thảm đều không kịp gọi ra. Kiếm Hồng Trần, người quả nhiên cũng đã đột phá thần vương cảnh. Hướng Nam Thiên hít sâu một cái, hắn phát hiện hiện tại Tiêu Phàm càng ngày càng đáng sợ. Tiêu Phàm nhưng không có thời gian cùng hắn rông dài, những cái này muốn giết hắn người, hắn một cái đều không chuẩn bị buông tha. Một thoáng thời gian,
Tiêu Phàm cầm trong tay một thanh huyết kiếm đại sát tứ phương, bắt đầu thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh. Trên bờ, Thánh Nguyên bộ lạc tu sĩ toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ thủ ở chỗ này, liền là không muốn để cho những cái này tu sĩ rời đi. Một khi có người lên bờ, bọn họ liền chuẩn bị đại khai sát giới, thuận tiện đem thần ngư đoạt trở về, có thể bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, những này nhân tộc tu sĩ, dĩ nhiên bắt đầu tự tương tàn sát. Kể từ đó, căn bản không cần bọn họ động thủ, những người này liền sẽ chết ở nơi này a. Lão đại, những người này đều ngu a, ở trong này tự tương tàn sát. Hùng Chiến nhìn phía xa chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Nha, chúng ta đại phí khổ tâm, chuẩn bị đại chiến một phen, hiện tại ngược lại tốt, để cho chúng ta bạch mang. Đương nhiên, có thể không chiến, đó là tốt nhất rồi, chỉ là Hùng Chiến không hiểu rõ những này nhân tộc tu sĩ là chuyện gì xảy ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như phải giải quyết ân oán cá nhân, cũng hẳn là trước rời đi Thánh Nguyên Vụ Hồ, sau đó lại tìm địa phương giải quyết mới đúng a. Mặc kệ bọn họ làm thế nào, nhưng lần này, ta được đến tin tức, có tu la tộc tiến vào thần ma kiếp, vô luận như thế nào, đều không thể để bọn hắn sống sót ra ngoài. Hùng Chiến một bên một cái già nua khô gầy lão giả hít sâu một cái nói. Người này chính là Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc đại trưởng lão, ở Thượng Cổ Bạo Hùng nhất tộc uy tín, gần với bọn họ lão tổ Hùng Lân. Tu la tộc huyết thật có thể cứu ra lão tổ sao? Hùng Chiến vẫn như cũ có chút hoài nghi, vô số tuế nguyệt thử nghiệm. Không có sai, huống hồ, tộc ta điển tịch, cũng ghi lại đôi câu vài lời. Khô gầy lão giả đại trưởng lão trịnh trọng nói. Hùng Chiến không nói, ánh mắt lần nữa rơi vào nơi xa Tiêu Phàm trên người, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, tiểu tử này biết được tộc ta bí mật, phải chết. Giờ phút này, Tiêu Phàm cũng không có tâm tư đi phản ứng Hùng Chiến, hắn một người một kiếm, những nơi đi qua, đều là mưa máu, không một người sống. Hắn cũng đã thật lâu không có đại khai sát giới, hôm nay, Tiêu Phàm cũng đã làm xong máu nhuộm thương khung dự định. Ở hắn quanh thân, mơ hồ lượn lờ lấy một tầng huyết sắc phụ khí, lộ ra thấu xương hàn ý, hiển nhiên, đây là Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát lục pháp tắc. Sát lục pháp tắc, tốt nhất lĩnh ngộ phương pháp, liền là ở trong giết chóc tiến hành, những người này muốn giết hắn, Tiêu Phàm không ngại dùng bọn họ đến luyện tập. Đại thiếu, liền ta, thiếu chủ, cứu mạng, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiêu Phàm một người một kiếm. Giết tới bọn họ triệt để sợ hãi, hướng Nam Thiên, Thiên Tinh Tử đám người thuộc hạ, một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Bất quá, bọn họ cũng không có xuất thủ dự định, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đang tìm kiếm Tiêu Phàm sơ hở. Đáng tiếc chú định để bọn hắn thất vọng rồi, nhưng một chút cổ thần cảnh cùng thần vương cảnh tiền kỳ, đi dò xét Tiêu Phàm thực lực, không thể nghi ngờ cùng chịu chết không khác. Vẻn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, Phàm là ra sân công sát Tiêu Phàm người, toàn bộ bỏ mình. Bị Tiêu Phàm cùng Bạch Ma chém giết hầu như không còn. Có vẻ như ta thắng. Tiêu Phàm thoải mái cười to nói. Bản đế nhường cho ngươi mà thôi. Bạch Ma hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói. Hắn thực lực cố nhiên cường đại, nhưng là luận giết người tốc độ, không có chút nào nghi vấn là Tiêu Phàm hơi thắng một bậc. Tiêu Phàm thế nhưng là chân chính sát thần. Thiên Tinh Tử, hướng Nam Thiên, còn có các ngươi, đều cùng lên đi. Tiêu Phàm nâng lên kiếm trong tay. Từ hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử đám người trên người từng cái đảo qua. Cùng tiến lên, lời này vừa nói ra, đoàn người chỉ cảm giác trong lòng phát run, đây là cỡ nào tự tin, nghĩ một người độc chiến Thiên Tinh Tử, hướng Nam Thiên cùng 8 cái thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Phải biết, bọn họ đều đột phá đến thần vương cảnh tiền kỳ A, mà là thực lực xa không phải bình thường thần vương cảnh có thể so sánh. Tiểu tử này, thật đúng là cuồng vọng, Hùng Chiến cười lạnh một tiếng. Hắn trước kia cũng được chứng kiến Thiên Tinh Tử bọn họ thủ đoạn, đều là đồng giai bên trong nhất đẳng cao thủ. Tiêu Phàm thực lực hắn cũng đại khái rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải nhiều người như vậy đối thủ. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật muốn một người cùng bọn hắn chiến đấu a? Bạch Ma cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, dù là hắn đối Tiêu Phàm thực lực 10 phần tự tin, nhưng là không coi trọng Tiêu Phàm. Ngươi lược trận cho ta là được, Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu, quanh thân chiến ý tăng vọt. Lại bí mật truyền âm nói, tiểu bạch, ngươi qua một lúc đi bố trí một cái trận pháp, đừng để bọn hắn chạy trốn. Ngươi nghĩ đem bọn họ toàn bộ lưu lại, Bạch Ma kinh hãi không thôi, cho dù là hắn, cũng không có nắm chắc đem Thiên Tinh Tử bọn họ những người này toàn bộ đều lưu lại a. Không thử một lần lại làm sao biết rõ đây, Tiêu Phàm cười lạnh nói, tin tưởng ta chính là, coi như không thể đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại, nhưng là muốn cho bọn hắn một cái vĩnh sinh khó quên ký ức. Tốt, Bạch Ma ứng một tiếng. Liền lặng lẽ hướng về nơi xa thối lui. Hùng Lân, người trước tới, ở trong bóng tối giúp ta.
Tiêu Phàm lại lấy ra truyền âm ngọc phù, hướng bên trong thâu nhập một đạo mệnh lệnh. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía đám người, nhưng mà vẫn như cũ không có một người tiến lên, đám người người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Thiên tài, các ngươi sẽ không liền động thủ dũng khí đều không có à? Tiêu Phàm nhìn về phía đám người cười lạnh nói, thật đúng là buồn cười thiên tài. Theo ta thấy, các ngươi chẳng qua là một nhóm phế vật thôi. Hừ, Kiếm Hồng Trần, chúng ta tới chiến ngươi. Hướng Nam Thiên rốt cục không nhịn được, hắn biết rõ Tiêu Phàm ở khích tướng bọn họ, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu là Tiêu Phàm bất tử, Vạn La Đế vực đệ nhất thiên tài xương hào cũng không tới phiên hắn. Nếu như hắn không xuất thủ, những người khác cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng để hắn chạy. Vân Trung Phượng nhìn thấy, cũng lách mình xông tới. Ngay sau đó, Thiên Tinh Tử, Nguyệt Thiên Huyền, cùng mặt khác tứ đại cường giả, cũng nhao nhao xuất thủ, từ tứ phía bát phương vây quanh tới, đem Tiêu Phàm đường lui toàn bộ phong kín. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.